Trong tuần trước thì chúng ta thấy cái nhà đầu tư nước ngoài bán ra khá mạnh và rất quyết liệt đúng không ạ, đặc biệt những ngày thứ sáu ngày tuần. Anh Phúc anh đánh giá sao về những cái động thái của khối ngoại trong vòng khoảng 2-3 phiên gần đây? Vâng, thực ra là động thái của khối ngoại thì bây giờ phân tích này cũng rất là phải nói cũng rất là khó, rất là phức tạp. Bởi lẽ như này, khối ngoại ở đây thì lại bao gồm hàng trăm ngàn nhà đầu tư chứ không phải là chỉ là một vài nhà đầu tư họ đại diện Tết. Cộng thêm là các nhà đầu tư lại đến từ các quốc tịch khác nhau. Ví dụ ở các nơi khác nhau thì họ lại có những cái gọi là tâm lý và suy nghĩ khác nhau. Bên cạnh đó nữa rằng đối với các nhà đầu tư thì chúng ta cần phải phân biệt ra đó là hai nhóm các nhà đầu tư. Một là nhóm các nhà đầu tư gọi là ETF thì họ lại phụ thuộc rất nhiều vào những cái người mua chứng chỉ ETF ở nước họ. Đó thì nó không phản ánh về cái tâm lý của những cái người chuyên nghiệp mà nó phản ánh đó là những cái cổ đông của quỹ đó. Còn một nhóm các nhà đầu tư gọi là họ đầu tư cho công ty, cho tập đoàn của họ thì nó lại thể hiện cái việc là liên quan đến gọi là kiến thức, liên quan đến gọi là đánh giá về đất rẻ nhiều, về xu hướng, về triển vọng dài hạn nhiều hơn. Thì nếu đối với hai nhóm nhà đầu tư này thì tôi đánh giá như này, đối với những nhóm nhà đầu tư cá nhân thì phụ thuộc quan trọng nhất đó là tình hình kinh tế của đất nước họ như nào thì họ sẽ có những động thái phòng thủ hay là chuyển dịch tài sản. Còn đối với những nhóm nhà đầu tư mà các cái tập đoàn lớn họ đầu tư ấy, thì phụ thuộc vào cái kinh tế của Việt Nam cũng như triển vọng trong dài hạn. Thì chúng tôi nhận thấy rằng đối với nhóm nhà đầu tư mà đầu tư sâu lâu dài vào Việt Nam thì họ vẫn đang rất tích cực ở Việt Nam với việc là họ đầu tư FDI rất lớn này, bên cạnh đó thì họ lại đầu tư mua cổ phần lớn của các cái doanh nghiệp ở Việt Nam thì vẫn rất tích cực. Còn đối với những nhà đầu tư cá nhân mà họ thông qua các ETF thì cái tâm lý của họ rất là khó có thể đánh giá và chỉ có thể là rõ xu hướng khi mà kinh tế thế giới trở lại mạnh mẽ, trở lại tăng trưởng tốt hoặc là kinh tế thế giới rơi hẳn vào suy thoái thì lúc đi tâm lý của nhóm đó mới rõ. Và trong những phiên gần đây chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mua bán thì hiện nay chúng tôi thấy là chủ yếu liên quan đến các ETF nhiều hơn. Bên cạnh đó thì có một cái nhóm nhà đầu tư, có một nhà đầu tư đó là họ đầu tư vào thế giới di động, trước đây làm cổ đông chiến lược, cổ đông lớn thì bây giờ thì về cơ bản là họ thay đổi cái góc nhìn cũng như thay đổi chiến lược của mình thì họ đã bán ra cái cổ phiếu thế giới di động trong thời gian vừa qua và khiến cho thị trường dư rất lớn. Thì đấy là cái tác động của cổ phiếu thế giới di động vừa rồi đã khiến cho cái việc bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài cũng khá lớn nhưng mà hiện nay thì cũng đã có dấu hiệu chậm lại. Và tôi cho rằng là việc quan sát các nhà đầu tư nước ngoài cũng tương đối quan trọng, tuy nhiên lúc này thì cũng không có tác động quá lớn đến thị trường chứng khoán của chúng ta mà chủ yếu là liên quan đến các nhà đầu tư cá nhân nội thì nhiều hơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Phúc. Chúng ta đang thấy rằng trong vài phiên gần đây khi cứ khi nào mà hôm nhà đầu tư nước ngoài mà bán mạnh thì nhiên cổ phiếu này khó mà tăng được, thậm chí là giảm khá sâu. Chúng ta bàn sâu hơn một chút về câu chuyện của VinFast anh Phúc nhỉ. Câu chuyện về VinFast ở niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đến gần đây thì có vẻ như là cũng có một vài những cơn gió có thể là cũng khiến cho VinFast cũng tương đối là lung lay một tí, chiếc xe có vẻ đi hơi chậm một chút và cũng đang ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư và những cái diễn biến của cổ phiếu nhóm Vingroup đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái câu chuyện mà VinFast có thể bị kiện ở thị trường chứng khoán Mỹ nó có ảnh hưởng như thế nào đến nhóm Vingroup trong những phiên tới? Vâng, về cơ bản thì ở Mỹ là một đất nước họ có thể là kiện bất kỳ thứ gì một cách cũng khá là đơn giản thì điều đó cũng diễn ra khá bình thường. Thì về câu chuyện này đầu tiên là nó diễn ra khá bình thường thì VinFast, trước VinFast thì cũng có một số cổ phiếu thì cũng bị là các công ty luật thì họ kêu gọi nhau để có thể kiện, nhưng mà tuy nói là cũng khá bình thường một chút thôi chứ không hoàn toàn là thông thường bởi vì cũng không phải là có quá nhiều công ty bị như thế. Thì cái câu chuyện này thì đặc biệt về mặt tâm lý thì nó tác động rất lớn đến những cái nhà đầu tư ở Việt Nam. Ở những nhà đầu tư ở Việt Nam chúng tôi có thể thấy rằng là về cơ bản ở một góc độ nào đó gọi là những nhà đầu tư thông thái nhất thế giới, tức là về thông tin gì họ cũng nắm được, thông tin gì họ cũng biết, nào thì từ chiến tranh, từ vân vân này kia là họ ngay lập tức là họ cập nhật luôn. Chính chính vì thế cho nên là nó sẽ có một phần tác động tâm lý rất lớn đến cho các nhà đầu tư trong nước. Đầu tiên là về cái tác động thực tế thì về cơ bản là VinFast tính đến nay thì về cơ bản là lợi nhuận của họ thì cũng âm khá nhiều. Đấy phải nói là như vậy. Còn vốn chủ sở hữu thì chúng tôi tính đến cuối quý 3 này thì cũng âm lên đến khoảng độ hơn 100.000 tỷ, 130 mấy 140.000 tỷ. Thì do đó rằng là VinFast đang rất rất thiếu vốn. Mà đặc biệt chúng ta cũng lại nghe trên truyền hình cũng thấy rất nhiều, đó là VinFast hiện nay cũng đã có kế hoạch mở rộng ở Indonesia, ở Ấn Độ và cái nhà dự án nhà máy ở Mỹ rất lớn nữa. Thì do đó cái nhu cầu vốn của họ cần lên đến 5 đến thậm chí đến chục tỷ đô trong vài năm tới. Mà trong khi họ lại đang âm vốn. Thế do đó rằng là cái nhu cầu phát hành tăng vốn là rất lớn. Và ở đây công ty mẹ là Vingroup là sẽ là một cái đối tượng chính, tức là để góp phần gọi là tăng vốn cho VinFast có thể hoạt động. Đó. Hoặc là VinFast có thể may mắn thì có thể huy động được vốn từ các cái nhà đầu tư nước ngoài khá nhiều thì từ đó mới có thể phát triển.
Nhưng mà trong cái bối cảnh tình hình tài chính trên thế giới hiện nay là chưa có gì gọi là trở lại một cách sáng sủa thì việc huy động vô cùng khó. Từ đó nó đã khiến cho cái tác động khá là lớn, đè nặng lên cái vai của Vingroup. Đó, thì khi đó thì về cơ bản các cái cổ phiếu xung quanh của Vingroup như là Vinhome hay VRE thì cũng bị có những cái tác động tâm lý. Điều này khiến cho nhóm cổ phiếu này về cơ bản là tôi nghĩ rằng là ít nhất là trong vài năm tới vẫn còn bị cái tác động cái câu chuyện VinFast đè nặng lên. Thế do đó là nhà đầu tư đối với cái nhóm cổ phiếu Vingroup này thì cũng cần hết sức chú ý. Và về cơ bản là hiện nay thì chúng ta cũng chưa chắc cái vấn đề gì về nhóm này cả. Nhà đầu tư phải thực sự hiểu rõ là các cái cổ phiếu đó là thứ nhất. Thứ hai là cần phải xem xét là có phù hợp với chiến lược của họ không. Thì nếu có phù hợp thì mới nên đưa vào tham khảo trong cái danh mục đầu tư của mình. Ngoài ra thì việc nếu có đầu tư thì nhà đầu tư cũng nên chú ý việc phân bổ. Tức là phân bổ cũng nên đa dạng hóa nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực để có thể tránh rủi ro liên quan đến biến động ở trên thị trường. Vâng, xin cảm ơn anh Phúc. Xin cảm ơn. Trong bối cảnh thị trường luôn luôn có sự biến động thì việc cái nhà đầu tư của chúng ta cần phải có sự nhẫn nhịn, chờ đợi tìm cơ hội cũng là một điều rất là bắt buộc. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chưa rõ xu hướng đi ngang hoặc thậm chí là đang có những dấu hiệu suy giảm thì sự kiên nhẫn của chúng ta có lẽ cũng càng quan trọng hơn, cần phải các nhà đầu tư phải chú trọng hơn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để rèn chữ nhẫn và phải kiên nhẫn như thế nào trong bối cảnh thị trường như thế nào qua câu chuyện của anh Phúc và anh Huy trong những phút sắp tới. Vâng, nói đến cái sự kiên nhẫn thì chắc là tôi sẽ chia sẻ với câu chuyện này với anh Phúc trước đi. Một người tham gia từ thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007 cho đến giờ cũng rất nhiều năm rồi, đúng không ạ? Đã bao giờ hoặc là trong suốt quá trình đầu tư của mình thì anh thấy chữ kiên nhẫn có vai trò và quan trọng như thế nào đến cái quá trình đầu tư của bản thân anh? Vâng, thực ra là về câu chuyện là kiên nhẫn thì tôi nhận thấy rằng là càng nhà đầu tư càng đầu tư lâu càng thấy cái sự kiên nhẫn là vô cùng quan trọng trên thị trường chứng khoán. Ví dụ tôi lấy ví dụ có những cái cổ phiếu mà chúng tôi mua vào thực sự là có những giai đoạn giảm tới 60%. Nhưng mà nhờ cái việc kiên nhẫn mà 2-3 năm sau thì lại quay trở lại cái giá mua, thậm chí là có lãi rất là lớn. Trong khi nếu mà những ở những cái giai đoạn đó mà chúng ta không kiên nhẫn được chẳng hạn thì lúc ấy chúng ta hoàn toàn có thể cắt đúng đáy. Mà thông thường những cái giai đoạn cắt như thế thì giảm thêm một ít cũng không mua đâu, giảm nhiều cũng không mua, và bật tăng trở lại một ít cũng không mua, mà là thường bán xong lại chuyển sang gửi tiết kiệm hoặc bán xong để tiền không đó. Và như vậy là chúng ta gần như là mất đi cái vốn của chúng ta mãi mãi và rất khó có thể lấy lại. Đó thì một cái bài học này tôi học được thì đặc biệt là về câu chuyện đầu tư cổ phiếu Coca-Cola của tỷ phú Warren Buffett. Thì cổ phiếu này của vị tỷ phú Warren Buffett thì khi ông ấy đầu tư từ năm 1988 đến năm 1990 thì đã trải qua đâu đó khoảng 10 năm rất là ngọt ngào. Đến năm 98 cổ phiếu tăng giá rất mạnh. Nhưng mà sau đó do là cái tình hình kinh doanh khó khăn của Coca-Cola mà giá cổ phiếu Coca-Cola từ năm 1998 đến năm 2014, tức là 14 năm sau mới trở lại cái vùng năm 1998, mà tỷ phú Warren Buffett vẫn kiên nhẫn nắm giữ. Và kết quả là đến nay thì ông đã thu được những cái lợi nhuận khổng lồ tới cổ phiếu này nhờ việc kiên nhẫn đó. Và vì sao ông có thể kiên nhẫn? Chủ yếu là ông nhìn vào cái giá trị của cổ phiếu đó vẫn có thể là duy trì theo thời gian và thậm chí tăng theo thời gian. Thế do đó rằng là ông đã hái quả ngọt rất lớn lao và ai cũng biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta thử đứng ở góc độ của chúng ta cầm cổ phiếu đó xem, từ năm 1998 đến 2014, tức là mới về cái giá cũ, thì có thể thấy là nếu mà ông ấy không kiên nhẫn, ông ấy cắt đi bán đi, có thể là ông ấy thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đô và nhiều hơn nữa, đúng không? Nhưng mà nhờ vào việc kiên nhẫn mà ông đã mang lại cái lợi nhuận rất cao dù cổ phiếu đi xuống những 14 năm, 16 năm như thế. Vâng. Còn cá nhân anh thì sao, nếu có ở thị trường chứng khoán Việt Nam có một cổ phiếu nào mà anh đã cầm lâu như vậy và kiên nhẫn đã đem lại trái ngọt hay không? Vâng, thì đó là cái cổ phiếu FPT vào năm 2013 chúng tôi mua vào. Thì lúc đó thực sự là cũng chưa phải là quá hiểu sâu sắc về doanh nghiệp đâu. Chỉ thấy rằng là cái doanh nghiệp đó hồi đó chúng tôi mua khoảng 36.000 đến 36.500 đồng trên một cổ phiếu. Và họ trả cổ tức đâu đó khoảng độ 2.400. Như vậy là cái tỷ suất cổ tức của tôi là được hơn 7%. Và doanh nghiệp đó giai đoạn đó thì không hề tăng trưởng bởi vì họ vẫn đang bị gọi là chìm ngập trong cái vấn đề gọi là đa dạng hóa quá mức. Ví dụ như đầu tư vào ngân hàng Tiên Phong Bank, đầu tư vào công ty chứng khoán gọi là FPTS, đầu tư vào công ty quản lý quỹ, rồi đầu tư vào chuỗi bán lẻ, bán buôn, rồi là rất nhiều các cái lĩnh vực khác, thậm chí là thương mại điện tử đó là sen đỏ, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn đó chúng tôi chỉ biết được rằng là cổ tức cũng tương đối cao, cao bằng lãi gửi ngân hàng. Còn cái tiềm năng tăng giá thì cũng không biết được. Nhưng mà càng nắm nó lâu, càng tìm hiểu kỹ thì thấy rằng tập đoàn này có cái core kinh doanh của họ. Đó là về công nghệ, về viễn thông, là hai cái mảng sẽ phát triển rất mạnh trong tương lai. Vậy là chúng tôi cứ kiên nhẫn nắm giữ.
Thậm chí có những cái giai đoạn chúng tôi nắm cả hơn một năm trời mà cổ phiếu không tăng một chút nào. Nhưng mà vì chúng tôi nhìn vào cái giá trị của doanh nghiệp là vẫn có, nhìn vào cái cổ tức của doanh nghiệp trả lại bằng lãi gửi ngân hàng. Thế do đó là chúng tôi kiên nhẫn được đến bây giờ vẫn nắm giữ thì lại có một cái quả ngọt rất là tốt. Vâng, chúng tôi đang mở cái đồ thị của FPT đúng không? Đây là đồ thị theo tháng, vì đây là FPT cũng là trong cổ phiếu niêm yết từ rất lâu trên thị trường chứng khoán Việt Nam rồi. Chúng ta có thể thấy đây, như có thể ở đây những cái giai đoạn như anh Phùng nắm giữ đây hàng rất nhiều năm chả tăng giá gì, đúng không? Và đương nhiên nếu chúng ta chỉ so sánh với cái mức giá ở thời điểm hiện tại khoảng 90.500 đồng cổ phiếu, nghĩa là kể cả sau những đợt chia tách các thứ rồi, thì chúng ta đang thấy rằng là có những cái quả ngọt cho ai đó nắm giữ cổ phiếu này trong rất nhiều năm, đúng khoảng hơn 10 năm thì chúng ta có được trái ngọt như thế này. Nhưng đương nhiên không phải lúc nào mà nắm giữ thì cũng đem lại cái quả ngọt đâu, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể phải phân tích rất là nhiều những yếu tố của việc là nắm giữ một cổ phiếu nào thì có thể sẽ đem lại quả ngọt, ngược lại thì có thể sẽ đem lại những trái đắng. Cũng có nhiều nhà đầu tư chia sẻ rằng là nắm giữ những cổ phiếu mà cũng đã không còn giao dịch nữa trên thị trường trong những năm qua thì đương nhiên rồi, trái đắng là dành cho họ mất rồi. Bây giờ xử lý như thế nào thì đương nhiên cũng là một câu chuyện khác, chúng ta sẽ bàn ở trong phần sau của chương trình. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái tìm hiểu những cái nguyên nhân là tại sao các nhà đầu tư của chúng ta thường là không thực hiện được đúng với những gì mà đã đặt ra mà dẫn đến sự mất kiên nhẫn trong đầu tư. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số bí quyết thông qua những cái ô số của chương trình ngày hôm nay. Vâng, chúng ta có 3 ô số và tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật mở cho tôi ô số đầu tiên để chúng ta sẽ tìm hiểu làm cách nào để có được sự yên nhẫn trong giao dịch đầu tư chứng khoán. Vâng, ô số đầu tiên là khá là bất ngờ, vâng, không cố đấm ăn xôi với một giao dịch thua lỗ. Vâng, không biết tại sao chúng ta lại chọn cái ô số đầu tiên này trong cái việc là phải sự kiên nhẫn như vậy. Thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đi ngay đến việc là nắm giữ cổ phiếu như thế nào mới là quan trọng, đúng không ạ? Câu chuyện của anh Phục có lẽ chúng ta mở ra nhiều điều. Nếu như FPT không đi đúng hướng như anh nghĩ thì anh có nắm giữ cổ phiếu FPT đấy không? Vâng, về cơ bản thì đối với nhà đầu tư, nếu về nói về việc gọi là kiên nhẫn trong nắm giữ ấy, cổ phiếu ấy, thì là thường là theo trường phái cơ bản. Thì theo trường phái cơ bản thì nhà đầu tư sẽ có cái việc chốt lời cổ phiếu trong hai trường hợp như sau. Một là giá cổ phiếu vượt so với giá trị rất nhiều thì họ sẽ bán ra và bảo vệ cái thành quả của mình. Yếu tố thứ hai đó là họ sẽ bán ra khi mà cái nền cơ bản của doanh nghiệp thay đổi và không đạt được như kỳ vọng. Thì khi đó kể cả lỗ lớn hay lỗ ít thì cũng phải bán ra. Thì đấy là nguyên tắc đối với những nhà đầu tư giá trị lâu dài. Thì với một cái giao dịch, đây gọi là giao dịch thua lỗ, thì chúng tôi thì nếu đầu tư giá trị thì chúng tôi gọi là một cái thương vụ nắm giữ đầu tư mà thua lỗ thì cần phải phân tích ra như thế. Thì khi nếu mà thua lỗ mà do mà doanh nghiệp đó hoạt động kinh doanh bị rất kém hiệu quả thì bắt buộc là phải bán ra. Còn nếu mà chúng ta vẫn kiên nhẫn nắm giữ thì người ta gọi là cố chấp chứ không phải là kiên nhẫn nữa rồi. Đấy thì đấy là về cái câu chuyện liên quan đến đầu tư giá trị, đầu tư lâu dài là như vậy. Được. Nhưng mà tôi biết được là nhà đầu tư của chúng ta thường có một câu rằng là FOMO thì dễ, đúng không ạ? Nắm giữ thì khó. Cái điều này thì nói theo cái nghĩa tương đối tích cực thôi, là cổ phiếu đang tăng thì chúng ta khó nắm giữ nó. Nhưng mà theo cái chiều như thế này là chúng ta đang nắm giữ một giao dịch thua lỗ, tuy nhiên chúng ta vẫn cứ cố với nó. Anh Phục, anh Huy thì có thể là có thêm nhiều cái góc nhìn phân tích về các công ty doanh nghiệp niêm yết định giá như thế này, tiềm năng tăng trưởng ra sao. Nhưng đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ thì họ cũng có thể tham khảo những cái ý kiến của các anh, cũng đọc những phân tích của các công ty chứng khoán, những cái tổ chức về đầu tư và cũng hiểu được cái doanh nghiệp nó là như thế này. Nhưng họ thường không kiên nhẫn khi giá cổ phiếu giảm. Như vừa rồi anh lấy ví dụ của ông Warren Buffett nắm cổ phiếu Coca-Cola, đúng không? Giảm tới 60%. Liệu rằng nhà đầu tư của chúng ta làm thế nào để giữ được cổ phiếu khi vẫn giảm tới 20-30%, 40%, thậm chí 60% như vậy trước khi cổ phiếu lại đảo chiều tăng giá vù vù? Rõ ràng đây là một câu chuyện rất hiếm. Thì anh Huy có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình khi chứng kiến cái tài khoản của chúng ta cứ bốc hơi, làm thế nào để chúng ta có thể ngồi trên đống lửa mà vẫn kiên nhẫn với những gì mà chúng ta đã đặt ra, những mục tiêu từ trước? Theo tôi thì tôi lúc nào cũng có một cái quan điểm như thế này trong đầu, mà tôi nghĩ là các nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng phần nào đấy là cần có cái tư duy như vậy. Đó là tư duy là mua vì lý do gì thì bán vì lý do đó, và cũng là một yếu tố mà như tôi đã đề cập đến đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, đó là việc nhà đầu tư cần phải hiểu bản thân mình. Hiểu bản thân mình ở đây là hiểu cái mục tiêu, hiểu cái chiến lược đầu tư của mình, hiểu cái trường phái đầu tư mình đang theo. Nếu mà là những nhà đầu tư dài trong dài hạn thì sẽ khác. Ngược lại thì những nhà giao dịch trong ngắn hạn, những cái nhà trading thì sẽ khác, đúng không ạ? Và việc mà khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó cùng một cổ phiếu thôi, tức là lựa chọn một cổ phiếu tốt thì không khó. Nhưng mà để đầu tư thành công đối với cổ phiếu tốt đấy thì nó lại không hề đơn giản chút nào. Cũng là những cổ phiếu FPT, cũng là những cổ phiếu Hòa Phát, những cái cổ phiếu mà có cái mức sinh lời rất là cao qua nhiều năm, mà không phải nhà đầu tư nào đầu tư vào đó cũng thành công và giành thắng lợi.
Vậy thì quay trở lại về vấn đề chính, đó làm như thế nào để kiên nhẫn nắm giữ? Theo tôi, thứ nhất là nhà đầu tư cần hiểu bản thân, không nhất thiết lúc nào cũng phải nắm giữ những cổ phiếu đó, kể cả là những cổ phiếu tốt, nếu như nhà đầu tư đó là những nhà giao dịch ngắn hạn và họ mua vào theo dòng tiền, họ mua vào theo tin tức, theo xu hướng của thị trường, thì khi mà có những cái biến động liên quan đến thông tin hoặc là liên quan đến xu hướng của thị trường, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tuân thủ những cái kỷ luật giao dịch đặt ra cho bản thân với mức chốt lời, những cái mức cắt lỗ của riêng nhà đầu tư đó. Còn ngược lại, đối với những cái nhà đầu tư mà theo trường phái giá trị, tức là phân tích cơ bản về doanh nghiệp, phân tích cơ bản về ngành nghề, thì theo tôi điều quan trọng nhất là nhà đầu tư phải hiểu về doanh nghiệp, hiểu về ngành nghề để có được một cái niềm tin nắm giữ đối với doanh nghiệp đó. Và trong cái trường hợp mà cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp không đi theo cái phân tích của bản thân như anh Phúc đã chia sẻ, thì sẽ phải nhìn lại và đưa ra những quyết định hợp lý trong thời điểm đó, có thể là cắt lỗ dù là ít hay nhiều. Cắt lỗ ngay lập tức, đúng không? Với một cái khoản đầu tư xấu, không đạt như kỳ vọng, và cố nắm giữ càng lâu càng tốt đối với những cổ phiếu vẫn đang đi theo những cái mục tiêu chúng ta đã đề ra, kế hoạch đề ra. Vâng, đó là bí quyết ẩn chứa sau yếu tố đầu tiên của chương trình sàn chứng khoán Info đưa ra trong buổi ngày hôm nay. Còn yếu tố thứ hai của chúng ta sẽ chứa đựng điều gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Vâng, học cách đứng ngoài thị trường. Vâng, chúng ta học đầu tiên là chúng ta học cách rũ bỏ những cái tài sản chúng ta đầu tư không tốt. Câu chuyện thứ hai đó là học cách đứng ngoài thị trường. Có lẽ câu chuyện này thì tôi nhớ đến những cái cụm từ mà nhiều nhà đầu tư hay nói là all in, dồn hết trứng vào một giỏ này, mua ngay lập tức khi thị trường cũng đang tăng, hay chúng ta gọi là FOMO, mua vào này hay là bán ra đấy. Hoặc là chúng ta cũng có nhiều nhà đầu tư thì nắm giữ tiền mặt thôi, cũng chả mua vào khi mà thị trường tăng, cũng chả mua khi thị trường giảm, gần như họ cũng tương đối thờ ơ một chút. Người thì rất là nóng nảy, người thì tương đối thờ ơ, lạnh nhạt với thị trường. Nhìn chung đây cũng không phải là những mẫu hình của nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Với cái câu chuyện này thì anh Phục chia sẻ như thế nào? Chọn cái thời điểm để tham gia vào thị trường chắc chắn là rất quan trọng rồi, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư giá trị. Khi chúng ta cầm tiền, chúng ta cảm thấy rất là nóng nảy khi cổ phiếu của chúng ta vẫn cứ tăng, thị trường ở bên ngoài thì sôi động, mà chúng ta làm thế nào đó để có thể tĩnh tâm lại, nhìn nhận đúng đâu là cái thời điểm để mua vào, đâu là đúng cổ phiếu vào, chắc chắn cũng là rất khó, đúng không ạ? Vâng, thực sự về nói học cách đứng ngoài thị trường, nói thì rất dễ nhưng mà hành động khó lắm. Đặc biệt là những cái nhà đầu tư mà chuyên nghiệp tham gia vào thị trường nhiều ấy, thì thực sự mà nói là rất là khó để có thể đứng ngoài thị trường. Bản thân tôi tuy tham gia thị trường 16 năm nhưng mà cũng không thể tự tin nói rằng là có thể đứng ngoài thị trường những lúc cần thiết đâu. Mà sẽ có những lúc đứng ngoài thị trường được, nhưng có những lúc là bị cuốn theo và không thể đứng ngoài thị trường được. Đấy thì đấy là những cái câu chuyện tôi chia sẻ thực như vậy. Và cái việc đứng ngoài thị trường này thực sự là vô cùng quan trọng. Tức là như này, cái việc kiếm được thành quả từ thị trường chứng khoán đã khó, nhưng việc giữ được thành quả tại thị trường chứng khoán lại còn khó hơn. Thì cái việc học đứng ngoài thị trường chính là cái việc giữ cái thành quả của chúng ta đạt được trước đó. Đạt được trước đó. Thì cái câu chuyện này thì về cơ bản này tôi cho rằng là nó là thuộc dạng tối quan trọng đấy. Tối quan trọng khi bảo vệ cái thành quả. Và làm sao để bảo vệ được cái thành quả này thì cũng không, thực sự là không hề dễ, kể cả với chuyên gia ngay cả 3, 40, 50 năm kinh nghiệm thì cũng thế thôi. Ngay cả cụ Warren Buffett thì cũng có nhiều lần bị lỗi liên quan đến cái việc là không đứng ngoài được thị trường. Khi mà tham gia vào mua cổ A, cổ B cũng có những lúc còn bị vội vàng. Thì do đó là cái điều này là nhà đầu tư cần phải hết sức chú ý. Và để học cách đứng ngoài thị trường được thì tôi cũng có chia sẻ thêm này. Để học cách đứng ngoài thị trường được đối với những nhà đầu tư giá trị nhé, thì họ cần phải xác định được cái định giá của thị trường chứng khoán. Định giá được thị trường chứng khoán. Thì khi định giá của thị trường chứng khoán ở cái mức cao chẳng hạn, ví dụ cao hơn trung bình hay cao hơn một mức nào đó, thì nhà đầu tư nên kỷ luật bằng cách là bán ra và đứng ngoài. Nhưng mà để đứng ngoài được, nếu họ để tiền không ở trong tài khoản thì họ sẽ không đứng ngoài được. Và một vài cái dao động họ lại nhảy vào. Thế do đó rằng cái việc tốt nhất đó là chúng ta cần phải áp dụng cái chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Tức là khi thị trường chứng khoán rất cao thì nguyên tắc có, thì họ cần phải bán, nhưng mà tốt nhất là phải chuyển tiền sang một cái tài sản khác để có thể giữ ở ngoài. Ví dụ như tiền gửi ngân hàng chẳng hạn, hay ví dụ như vàng chẳng hạn, thì khi đó thì họ có thể đứng ngoài thị trường được. Nhưng mà nếu mà họ vẫn để nguyên tiền đấy thì không thể đứng ngoài. Cái phương pháp thứ hai mà giúp nhà đầu tư có thể đứng ngoài thị trường đó là một người đưa ra chiến lược nhưng thực thi lại là một người khác. Ví dụ trong gia đình chẳng hạn, chồng có thể đưa ra chiến lược rất rõ ràng và yêu cầu vợ tuân thủ. Chứ nếu mà chồng lại vừa đưa ra chiến lược lại vừa tự hành động thì rất dễ là vừa đá bóng vừa thổi còi, thì cuối cùng là kỷ luật không đến đâu cả. Hay là trong một công ty đấy, chúng tôi đưa ra, một người đưa ra kỷ luật nhưng thực thi phải là một người khác. Thế thành ra là cái việc kỷ luật đứng ngoài thị trường nó mới phát huy được tác dụng và nó mới có hiệu quả. Cách làm việc giống như các công ty, đúng không ạ? Đầu tư cá nhân thì đương nhiên tôi nghĩ đúng như anh Phục nói, để mà khi mình phân tích mình
đưa ra kế hoạch cũng tương đối khó, nó vì nó bị hơi thiếu một chút gì đó khách quan. Vì tâm lý của con người mà luôn luôn thay đổi khi mà chứng kiến những cái diễn biến hàng ngày. Đôi khi chúng ta đã đặt như thế này nhưng chúng ta nhìn thị trường nó hơi khác một tí là lòng tham của chúng ta nổi lên, hoặc là sợ hãi của chúng ta nổi lên thì chúng ta làm khác ngay. Cái chia sẻ của anh Phục rất là hay, đa dạng cái tài sản danh mục đầu tư của mình và nhiều kênh đầu tư khác nhau. Thì khi thị trường chứng khoán nó không như ý thì chúng ta có những kênh đầu tư khác, hoặc là chúng ta phải có thêm những người đồng hành của mình trong quá trình đầu tư của mình. Một ý kiến rất là hay. Còn anh Huy, anh như thế nào? Cái thời gian mà đứng ngoài thị trường của chúng ta rõ ràng sẽ rất hợp lý khi thị trường giảm điểm, đúng không ạ? Vào cái gọi là đảo chen trong cái dài hạn. Đầu tư gì chắc chắn cũng là khó rồi. Cổ phiếu thì giỏi lắm 10% cổ phiếu đi ngược thị trường thôi, thậm chí còn ít hơn. Những năm qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho thấy điều đó như thế nào? Theo tôi thì trong lại gần đây thì cái xu hướng của thị trường nó càng ngày càng ảnh hưởng rõ rệt đến cái hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường. Kể cả chúng ta có lựa chọn được những cái cổ phiếu tốt, những cái doanh nghiệp hàng đầu. Tuy nhiên, nếu mà cái xu hướng thị trường không ủng hộ thì thị trường hoàn toàn có thể điều chỉnh, và những cái cổ phiếu tốt đó cũng sẽ điều chỉnh theo. Và qua đó chúng ta có thể thấy được là cái việc mà học cái cách đứng ngoài thị trường nó quan trọng như thế nào, như anh Phục có vừa chia sẻ. Và những cái ví dụ mà anh Phục đề cập đến thì tôi thấy cũng rất là thú vị, và cũng tôi nghĩ là nó cũng rất là hay để có thể áp dụng và ứng dụng trong thực tế đầu tư của nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Với quan điểm của tôi thì việc mà đứng ngoài thị trường ấy, đúng thật nó rất là khó. Đặc biệt theo tôi thì với những cái người làm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán thì việc đứng ngoài thị trường thậm chí còn khó hơn những cái nhà đầu tư cá nhân mà họ làm việc ở những cái lĩnh vực khác. Tại vì chúng ta theo dõi thị trường hàng ngày, thậm chí là hàng giờ, và chúng ta phần nào đó có thể coi là hiểu và biết về nhiều những cái doanh nghiệp, biết về nhiều cái thông tin trên thị trường, và chúng ta luôn thấy thị trường có những cái cơ hội. Nên là khi mà chúng ta có thể là thực hiện bán ra chốt lời hoặc là cắt lỗ một cổ phiếu nào đó và rút tiền ra, nhưng mà khi mà chúng ta vẫn theo dõi thị trường cách liên tục như vậy, việc mà thấy thị trường vẫn rất là tiềm năng, vẫn rất là nhiều cơ hội, thì việc rất có thể là sẽ tái máy và sẽ lại tham gia thị trường mà không tuân thủ cái nguyên tắc đặt ra của bản thân ban đầu. Nhìn chung là trong thời điểm hiện tại, đúng không? Những năm qua thì chúng ta đã thấy rằng là khi thị trường chứng khoán chúng ta xu hướng đi lên thì việc đầu tư của chúng ta tương đối là dễ dàng, đúng không ạ? Đầu tư cổ phiếu nào cũng có thể là thành phần trăm thành công là rất là cao. Nhưng khi thị trường mà đi xuống thì rõ ràng chúng ta đầu tư khó khăn hơn rất nhiều. Do đó đứng ngoài thị trường ở một vài thời điểm có lẽ là một lựa chọn không tồi đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân, mà chủ yếu là ở một trình độ, một mức độ vừa phải thôi, đúng không ạ? Còn đối với những người mà làm các công ty chứng khoán, những người làm nghề môi giới thì rõ ràng nó chắc chả có thời gian nào đứng ngoài thị trường đâu, đúng không? Thị trường giảm thì cũng phải cố mà tìm một vài cổ phiếu nào đó có những câu chuyện riêng. Vâng, đó là những cái thách thức của chúng ta để có thể đạt được cái sự kiên nhẫn trong đầu tư, đó là học cách đứng ngoài thị trường. Vâng, và ẩn chứa sau ô số 3 của chúng ta sẽ là câu chuyện gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Vâng, đó là nghĩ đến kết quả trong dài hạn. Và đây chính là một cái ví dụ mà anh Đặng Trần Phục cũng đã chia sẻ khá nhiều trong nhiều chương trình ở đây, và trong chương trình ngày hôm nay thì anh Phục cũng có chia sẻ là khi chúng ta mua cổ phiếu như thế nào thì chúng ta phải nghĩ đến cái mục tiêu, cái bức tranh tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu đó, và chúng ta sẽ nắm giữ cổ phiếu đó đến bao giờ, và cái tương lai của chúng ta kỳ vọng về doanh nghiệp này, về cổ phiếu này là như thế nào. Nghĩ đến kết quả trong dài hạn, đầu tư cổ phiếu theo phương pháp giá trị, đầu tư theo phương pháp tăng trưởng, đó cũng là một cách mà anh Phục cũng như anh Huy cũng đã chia sẻ khá nhiều đối với nhà đầu tư trong quá trình đầu tư của mình. Để rèn sự kiên nhẫn, rõ ràng chúng ta không nên nhìn vào những biến động trong ngắn hạn, mà chúng ta phải nhìn vào một cái bức tranh lớn hơn, dài hơn, mục tiêu xa hơn đối với doanh nghiệp và cổ phiếu này. Thì đó cũng là điều mà giúp cho chúng ta rèn được sự kiên nhẫn. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh những câu chuyện để rèn kiên nhẫn như thế nào trên đầu tư chứng khoán, thì tôi cũng đặc biệt thích thú một câu nói của tỷ phú đầu tư Charlie Munger. Ông này thì có chia sẻ một câu, đó là số tiền lớn không nằm ở việc mua và bán, mà nằm ở sự chờ đợi. Vâng, thị trường chứng khoán là một lĩnh vực rất là đặc biệt, đúng không ạ? Mua bán nhiều thì đôi khi cũng không tốt, đặc biệt là những thị trường mà có những cái tính phí giao dịch, tính phí hoa hồng rất là cao, thì đương nhiên mua và bán cũng sẽ khiến cho chúng ta mất đi một phần tài khoản. Câu chuyện này thì lại tôi nhớ đến cái hình ảnh của một người đi câu cá, anh Phùng nhỉ? Người ta thả cần thì đôi khi người ta không biết đến khi nào cá cắn câu đâu, đúng không? Những cái sự chờ đợi, sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư chứng khoán, nếu mà thì tôi hơi nhìn thấy giống như cái hình ảnh đó. Không biết anh Phục anh có nghĩ thế nào về cái câu chuyện này, cái sự chờ đợi nó mới đem đến cái sự thành công. Vâng, thực sự đối với những nhà đầu tư dài hạn thì việc chờ đợi là rất là quan trọng, kiên nhẫn chờ đợi rất là quan trọng, và đó chính là cái bí quyết của họ để họ có thể thành công, có được cái lợi nhuận lâu dài từ cái sự phát triển của doanh nghiệp. Còn đối với cái câu chuyện này thì như anh Quang vừa chia sẻ, ví dụ cái phí giao dịch vân vân thì năm 2017 tôi có một cái thống kê ở mấy công ty chứng khoán, ba công ty chứng khoán có nhà đầu tư cá nhân nhiều nhất, thì thấy như này.
cái vòng quay của đa phần những cái khách hàng nhỏ nhỏ vừa vừa ấy, của họ thì đâu đó một tháng thì họ cả mua cả bán, tức là ba vòng đấy là mức gọi là trung bình đấy, chứ không phải mức nhanh đâu. Còn nhanh thậm chí là cứ T2 về họ bán, T2 về mua, T2 bán, thì vòng quay trung bình là ba vòng, tức là cả mua cả bán là 6 vòng, thì phí như vậy nhân 0,15 lên thì tức là khoảng độ 0,9% một tháng, tức là một năm thì 12 tháng thì phí của họ nếu lãi suất kép lên nó phải lên đến 14%, 13% tổng cái năm. Bên cạnh đó thì cái thuế thì mỗi một lần bán là 0,1, thì như vậy là với khoảng độ 36 lần bán thì cũng mất khoảng độ 3,6% nữa, như vậy là mất khoảng hơn 17%. Đó nếu mà đấy là còn chưa kể họ nếu họ dùng margin, nếu họ dùng margin gấp rưỡi thì cái phí đó nó phải lên đến 25%. Ngoài ra lại còn cái lãi vay margin thì cũng phải đâu đó cũng gần 10% nữa, tức là tương đương với khoảng 35%. Đó là còn chưa kể các cái phí thuế khác, nếu như nhận cổ tức lại phải đóng thuế vân vân. Thì như vậy chúng tôi tính toán trung bình như vậy một nhà đầu tư mà có NAV khoảng độ 500 triệu chẳng hạn, thì một năm nếu mà họ giao dịch tương đối thường xuyên là họ mất đâu đó khoảng độ gần 200 triệu tiền phí giao dịch, tiền thuế và các cái phí khác liên quan nữa. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng thị trường chứng khoán một năm tăng trưởng trung bình tính đến thời điểm hiện tại là cả cổ tức mới được khoảng độ hơn 11% một năm, mà trong khi cái chi phí thuế phí vân vân của họ đã mất tới 40% rồi thì làm sao có lợi nhuận được, đúng không? Thì họ phải làm ra lợi nhuận tới 50%, 70% thì họ mới có kết quả được. Thế do đó là giao dịch nhiều quá về cơ bản tổng thể người ta, thậm chí người ta còn cho rằng là khoảng 90 đến 99% nhà giao dịch thua lỗ. Thì theo một cái nghiên cứu của một cái trường Berkeley của Mỹ ở Đài Loan, thì trong vòng khoảng 15 năm thì có 99% nhà giao dịch là bị thua lỗ và 1% còn lại là tồn tại và có lãi mà thôi. Thế do đó là chúng ta có thể thấy tổng thể là rất rủi ro như vậy. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư nếu trước khi xác định giao dịch thì họ phải xem rằng liệu họ có phải là những người rất giỏi, rất chuyên sâu và có cơ hội nằm vào top 1% hay không thì mới nên cân nhắc tham gia. Còn nếu không thì họ cũng nên thận trọng với cái việc là giao dịch chứng khoán thường xuyên. Nếu chúng ta đã thấy rằng nếu mà cứ giao dịch thì mua bán, nếu mà mua bán lại thì có lẽ tài sản của tỷ phú Buffett có thể cũng không to đến như bây giờ đâu, đúng không ạ? Vì những mức thuế phí ở thị trường chứng khoán Mỹ đôi khi sẽ cao hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Hiện thực hóa lợi nhuận thì còn khiến cho các nhà đầu tư phải nộp khoản thuế nhiều hơn. Vâng, đó là câu chuyện ví dụ rất là chính xác của anh Phục xung quanh câu chuyện về việc giao dịch chứng khoán ở mức độ cường độ nhiều cũng có thể khiến cho chúng ta gặp những cái rủi ro, có thể đạt được cái mục tiêu lợi nhuận trước khi chúng ta cũng đã tham gia thị trường chứng khoán. Vâng, thị trường chứng khoán là một lĩnh vực rất là đặc biệt. Nó không đòi hỏi bạn về thời gian, cũng không hề keo kiệt với bạn về lợi nhuận, miễn là bạn thực hiện đúng. Và đây chính là lý do tại sao khi đầu tư chứng khoán, đặc biệt với diễn biến của thị trường như hiện nay, nhà đầu tư chúng ta cần phải kiên nhẫn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một bản tổng hợp của chương trình Sàn Chứng khoán Info về tại sao chúng ta lại cần phải kiên nhẫn ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đã thấy rằng thời điểm hiện tại có khá nhiều những cái yếu tố khiến cho chúng ta cần phải quan tâm hơn đến thị trường chứng khoán Việt Nam, cần phải sự kiên nhẫn, phải tĩnh tâm. Đó là những cái biến động ở thời điểm hiện nay thì sẽ khiến nhà đầu tư mắc sai lầm. Thời điểm mua bán tốt thì luôn luôn có và nhà đầu tư thì không cần thiết phải giao dịch ngay. Và chúng ta cần phải nhìn vào tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán trong tương lai, và điều đó có thể sẽ giúp cho chúng ta kiên nhẫn khi đồng hành với thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất là trẻ. Và hiện tại thì rất nhiều nhóm ngành của chúng ta cũng đã có một giai đoạn tương đối là phục hồi trong thời gian qua và cần thời gian để đưa về mức định giá trở lại hấp dẫn. Và đương nhiên có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến những yếu tố vĩ mô, những tác động đến chính sách đầu tư công, FDI hay lãi suất thấp cũng cần thời gian để có thể phát huy tác dụng. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng cần thời gian để có thể tăng trở lại, khi khó khăn thì cũng đã thẩm thấu và cần phải các doanh nghiệp xử lý trong một thời gian tương đối dài. Và đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi khoảng 80-90% nhà đầu tư cá nhân, thì rõ ràng tâm lý của các nhà đầu tư cũng như là khả năng đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng cần phải có thời gian để hoàn thiện, nâng cao trong thời gian tới. Vâng, đó là lý do tại sao khi chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán Việt Nam trong thời gian này thì chúng ta cần phải kiên nhẫn cả những yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Trong rất nhiều những câu chuyện này có lẽ là chúng ta sẽ bàn thêm một chút nữa về nhìn, chúng ta nhìn về tương lai một chút, đúng không, đúng không anh Huy và anh Phục nhỉ? Thời điểm hiện tại cũng là thời điểm gần hết năm 2023 rồi, có lẽ chúng ta phải nhìn thêm một chút về cái bức tranh của năm 2024 một chút để cho chúng ta thêm những thông tin là chúng ta nên kiên nhẫn hay không với thị trường vào thời điểm vào tháng 11 này. Vâng, ý kiến của anh Huy là ra sao? Theo tôi ở thời điểm hiện tại, nếu mà đối với những nhà đầu tư có tầm nhìn nhất là cho năm sau, năm 2024, thì việc mà nhà đầu tư nên kiên nhẫn là theo tôi nhà đầu tư nên kiên nhẫn là thời điểm hiện tại, khi mà các cái yếu tố
bối cảnh vĩ mô thì nó đang dần được cải thiện theo cái chiều hướng hỗ trợ hơn cho thị trường chứng khoán. Và bản thân cái mà sẽ tác động trực tiếp và đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thì đấy là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Thì về cơ bản là các cái doanh nghiệp cũng đang có cái sự cải thiện nhất định về mặt kết quả kinh doanh trong quý 3 vừa qua. Mặc dù là vẫn còn ở mức tương đối thấp so với cả giai đoạn trước đó, tuy nhiên thì cũng đã có cái sự cải thiện qua các quý. Và việc mà lợi nhuận của các doanh nghiệp cần phải có thời gian để thẩm thấu cũng như phục hồi. Và qua đó thì năm 2024 theo tôi sẽ là cái thời điểm phù hợp để mà các doanh nghiệp đó sẽ có một cái bước ngoặt khi mà chuyển được cái trạng thái quay trở lại cái đà tăng trưởng của mình. Và qua đó thì diễn biến của thị trường chứng khoán, hay cụ thể hơn là diễn biến giá cổ phiếu và doanh nghiệp thì sẽ có cái sự cải thiện. Và ở thời điểm hiện tại thì cái mức định giá của thị trường nhìn chung là đang ở mức thấp, có thể chưa hẳn là quá hấp dẫn khi mà cái mặt bằng lợi nhuận hiện nay cũng đang khá là thấp. PE hiện nay thị trường đâu đấy khoảng 13 lần thì cũng là một cái mức thấp so quá khứ. Thì theo tôi thì thị trường sẽ có những cơ hội cho nhà đầu tư trong năm 2024 đối với những nhà đầu tư mà có thể kiên nhẫn đối với các doanh nghiệp tốt mà họ đang nắm giữ ở thời điểm hiện tại. Vâng, chúng ta có thêm cái sự kiên nhẫn hay không để chờ đợi một cái sự phục hồi của các doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn. Vâng, những cái yếu tố nào còn đối với các doanh nghiệp thì sao? Hiện nay thì chúng ta cũng đang chờ đợi vào cái sự phục hồi của các doanh nghiệp, sự thẩm thấu của các chính sách hỗ trợ của chính phủ, của nhà nước, các bộ ban ngành cho các doanh nghiệp như thế nào trong năm qua. Cái sự phục hồi này nó có rõ ràng hơn trong năm 2024 hay không? Theo tôi thì sự phục hồi này nó sẽ ngày càng rõ ràng hơn trong năm 2024. Cơ bản nói thì các cái tháng gần đây sự phục hồi nó đã diễn biến một cách rõ nét hơn qua từng tháng, thậm chí là từng quý rồi. Khi mà có một số yếu tố có thể kể đến như là về kim ngạch xuất nhập khẩu thì đang có sự cải thiện, rồi là về áp lực tỷ giá đã được giảm bớt, hay là những cái bối cảnh vĩ mô quốc tế như là việc CPI của Mỹ được kiểm soát tốt hơn kỳ vọng, và cái mặt bằng lãi suất của Fed gần như đã đạt đỉnh và có thể sẽ giảm trong năm 2024, thì cũng sẽ cởi bỏ cái áp lực đối với cả những cái thị trường chứng khoán khác trên thế giới, trong đó thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta như mọi người đã biết thì đã có những đợt hạ lãi suất điều hành trong năm 2023 vừa qua hỗ trợ nền kinh tế. Và đổi lại thì chúng ta gặp phải những cái áp lực về mặt tỷ giá. Tuy nhiên khi bước sang năm 2024 trong bối cảnh mà gần như là lãi suất của Fed đã đạt đỉnh và có thể sẽ giảm trong năm sau, thì việc mà cái áp lực tỷ giá sẽ giảm bớt và cái dư địa về chính sách tiền tệ của Việt Nam chúng ta vẫn sẽ có thể duy trì nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế. Và thực sự thì năm sau thì tôi nghĩ mới là một cái năm mà nền kinh tế hay là kết quả kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được thẩm thấu những chính sách hỗ trợ, những chính sách tiền tệ về lãi suất hay những chính sách tài khoá về đầu tư công, thì năm sau sẽ là thời điểm tôi nghĩ sẽ phản ánh một cách rõ ràng hơn so với cả năm nay. Năm nay còn tranh tối tranh sáng còn nhiều đúng không? Thị trường thì cũng sẽ thử thách cái sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Không, anh Phục, anh có bổ sung gì về cái câu chuyện một bức tranh trong thời gian sắp tới và chúng ta nên kiên nhẫn như thế nào đối với thị trường? Vâng, thì thực sự là trong vài năm trở lại đây thì cái yếu tố lo ngại nhất đối với thị trường đó là những cái yếu tố bất ngờ. Ví dụ như năm 2022 yếu tố bất ngờ liên quan đến chiến tranh Nga-Ukraine, rồi là liên quan đến vấn đề là xử lý các cái sai phạm trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, như là vụ liên quan đến Tân Hoàng Minh hay FLC, hay là vừa rồi mới đây nhất là liên quan đến hệ thống ngân hàng, đó là SCB, đúng không? Ngân hàng SCB. Rồi là còn rất nhiều các cái câu chuyện ngoại cảnh khác như là lạm phát ở Mỹ và các nước phát triển tăng cao gần như kỷ lục lên đến gần 10%, tức là không thể tưởng tượng nổi. Rồi bên cạnh đó thì đầu năm gần đây lại liên quan đến cái chiến tranh giữa Israel và Hamas rồi và rất nhiều các cái vấn đề khác. Thì trong tương lai năm 2024 thì nhà đầu tư về cơ bản đầu tiên là nói đến rủi ro thì vẫn còn lo ngại nhất định liên quan đến những cái yếu tố bất thường đó. Tuy nhiên về những cái yếu tố của thị trường Việt Nam thì chúng tôi đánh giá là khá là cao. Thứ nhất là tình hình vĩ mô thì cũng đang rõ ràng hơn khá là nhiều, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi GDP tuy rằng trước đó tăng chậm nhưng giờ cũng đã trở lại một cách từ từ và cũng khá vững chắc. Rồi tiếp theo là những cái gì xấu nhất liên quan đến hệ thống ngân hàng, bất động sản, trái phiếu vân vân thì đang dần qua đi. Rồi là các cái tác động từ FDI, đầu tư công và lãi suất thì về cơ bản là cũng mới có cái sự tăng trưởng tốt, lãi suất cũng mới giảm rất mạnh thôi. Thì 2024 sẽ có phần tác động tốt hơn. Rồi là kết quả kinh doanh các doanh nghiệp chúng tôi cho rằng là bắt đầu từ quý 4 năm 2023 sẽ có sự tăng trưởng trở lại và kỳ vọng năm sau có thể là có sự tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2023. Bên cạnh đó thì tâm lý nhà đầu tư là một cái yếu tố quan trọng nhất trong các cái giai đoạn ngắn hạn thì hiện nay đang bị gọi là dao động rất nhiều, thì chúng tôi cũng kỳ vọng 2024 có thể ổn định hơn. Thì do đó rằng nhìn về triển vọng 2024 thì chúng tôi đánh giá là thị trường chứng khoán cái cơ hội trên rủi ro là 73, tức là tốt hơn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư dài hạn đấy ạ. Vâng, chúng ta đang thấy có khá nhiều những câu chuyện đúng không ạ? Chúng ta đang có những câu chuyện để có thể kỳ vọng vào kinh tế Việt Nam cũng như
thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Và đó là những cái yếu tố đủ cho chúng ta cần phải kiên nhẫn với thị trường. Tuy nhiên kiên nhẫn như thế nào thì cũng phải phụ thuộc vào tùy từng nhà đầu tư của chúng ta, mục tiêu của chúng ta ra sao, tài khoản của chúng ta ra sao và chúng ta đầu tư theo chiến lược, chiến thuật như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái sự kiên nhẫn riêng một cách phù hợp, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Phục, cảm ơn anh Huy với những cái chia sẻ vừa rồi với xung quanh cái chủ đề kiên nhẫn của sàn chứng khoán Info trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ 30 phút. Vâng, thưa quý vị, các bạn, xung quanh về những cái doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi cũng có một vài thông tin mới liên quan đến một vài ngân hàng. Hai ngân hàng BIDV, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Vietinbank cũng vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu chào cổ tức là ngày 29 tháng 11 năm nay, với tỷ lệ phát hành là 12,69%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 12,69 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 642 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận còn lại sau thuế và sau trích lập các quỹ năm 2021. Thời gian phân bổ cổ phiếu dự kiến trong tháng 12 năm 2023. Vâng, bên cạnh BIDV thì một ngân hàng lớn khác là Ngân hàng Công Thương Vietinbank với mã chứng khoán CTG cũng chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hội đồng quản trị của ngân hàng này đã phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế sau trích lập các quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020. Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,74%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 117 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 4 của năm 2023. Vâng, chúng ta đang thấy có những nhiều thông tin liên quan đến việc các ngân hàng như BIDV với mã chứng khoán BID hay là Vietinbank với mã chứng khoán CTG cũng sẽ có những cái tiến hành là phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Và chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng những cái động thái mới của hai ngân hàng này sẽ tác động đến chứng khoán, giá chứng khoán, diễn biến của các cổ phiếu BID hay là CTG như thế nào. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về CTG với Ngân hàng Công Thương. Vâng, những cái diễn biến về phát hành thêm cổ phiếu mới của CTG hay là BID liệu rằng nó sẽ có tác động như thế nào đến giao dịch của hai cổ phiếu này đang trên thị trường? Anh Huy có thể đánh giá một chút về Ngân hàng Công Thương trước được không? Việc Ngân hàng Công Thương hay là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với mã cổ phiếu lần lượt là CTG và BID phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông thì theo tôi thì việc mà các cái ngân hàng nhìn chung khi mà họ trả cổ tức ấy, thì thường các ngân hàng họ sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ít khi nào các ngân hàng trả cổ tức bằng tiền. Thì về cơ bản tiền là một cái tiền là một nguồn lực kinh doanh chính của các ngân hàng. Tại các ngân hàng về cơ bản là họ kinh doanh dựa trên cái vốn sẵn có, họ dựa trên nguồn tiền của họ nên là họ thường là sẽ lựa chọn việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Và hiện tại thì các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng Big Four lớn như là CTG hay là BID thì có cái mức vốn hóa rất là lớn với số lượng lưu hành cổ phiếu rất là cao. Và việc khi mà các cái ngân hàng này họ phát hành, tiếp tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thì sẽ dẫn đến việc là cái số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ lại còn tăng hơn nữa. Thì nó sẽ nhiều nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường vẫn hay nói vui, đó là cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu ngân hàng nói chung hay là một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn thì là nhóm tương đối là nặng mông. Nói vui là như vậy, tại vì cái số lượng cổ phiếu lưu hành rất là lớn và cái vốn hóa của họ trên thị trường rất là cao. Vậy nên để mà những cái nhóm cổ phiếu này tăng điểm, thậm chí là tăng mạnh thì cần có một cái dòng tiền lớn tham gia. Thì đấy là một số cái quan điểm của tôi từ việc mà các ngân hàng này chia cổ tức cổ phiếu. Câu chuyện của nhóm ngân hàng có lẽ chúng ta sẽ bàn sâu thêm một chút, đúng không ạ? Vì cuối tuần vừa qua thì chúng ta có thêm một vài cái thông tin tương đối xấu liên quan đến SCB thôi. Vâng, cái thông tin này như nó có những tác động tâm lý như anh Phục và anh Huy cũng đã có những cái phân tích từ đầu chương trình. Liệu rằng nó có ảnh hưởng nhiều đến các giao dịch của riêng nhóm ngân hàng trong tuần này hay không? Vâng, ý kiến của anh Phục ra sao? Vâng, về cơ bản thì chúng tôi nhận thấy rằng cái ngân hàng SCB này thì về cơ bản là cái quy mô tương đối lớn. Về ảnh hưởng thì cũng không nhỏ cuối năm 2022, nhưng mà để ảnh hưởng đến các cái ngân hàng khác thì không nhiều. Bởi vì chúng tôi có nghiên cứu liên quan đến cái việc là cho vay lên ngân hàng giữa SCB và các ngân hàng khác thực sự là không đáng kể. Chủ yếu là việc SCB huy động từ các nhà đầu tư cá nhân. Và từ đó thì ngân hàng nhà nước thì về cơ bản thì cũng đã đảm bảo và chi trả cho những người mà gửi tiền tại SCB và xử lý xong rồi. Thế do đó là tuy rằng quy mô của SCB to nhưng mà lại không tác động đáng kể đến hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Và chúng ta lưu ý là như thế. Bên cạnh đó thì có một cái điều cũng
cũng chúng ta cũng cần phải đánh giá đó là những cái tài sản đảm bảo của hệ sinh thái này thì vừa rồi thì cũng đã được các cơ quan quản lý nhà nước thì họ cũng đã gọi là kê biên, họ cũng đã gọi là phong tỏa để có thể xử lý khắc phục cho cái việc là các cái khoản vay tại SCB thì những cái tài sản ấy được đánh giá là rất có giá trị và khả năng thu hồi được cũng rất nhiều. Thế do đó là chúng ta cũng không cần phải là không phải là việc là ngân hàng này liên quan đến việc chiếm dụng hơn 300.000 tỷ là mất trắng hay là thế nào cả, mà có rất nhiều các tài sản để đảm bảo cho những khoản đó. Và nhà nước cũng đang thực hiện cái việc gọi là đưa ra vụ án đưa ra để gọi là khởi tố rồi vân vân để có thể thu hồi được phần nào những cái dòng tiền đó. Thì khi thu hồi được tiền lúc này lại là một cái điều tích cực là chính chứ không phải là tiêu cực. Bởi vì tiêu cực đã xảy ra một năm rồi và bây giờ dần dần nếu mà thu hồi được tài sản mà càng nhanh càng sớm thì sẽ có thêm cái nguồn lực cho việc phát triển kinh tế của chúng ta tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn anh Phúc chia sẻ về câu chuyện của SCB có thể tác động đến nhóm ngân hàng của chúng ta như thế nào trong thời gian tới và giao dịch diễn biến của nhóm ngân hàng như thế nào trong tuần này. Và xin cảm ơn anh Huy, xin cảm ơn anh Phúc cũng đã chia sẻ những cái thông tin xung quanh chủ đề kiên nhẫn ngày hôm nay của sàn chứng khoán Info. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng là những cái chủ đề mà chúng ta cũng hết sức quan tâm đối khi chúng ta bước chân đầu tư vào thị trường chứng khoán. Sự kiên nhẫn có thể sẽ đem đến chúng ta có thêm những cái góc nhìn với thị trường chứng khoán luôn biến động. Rõ ràng thị trường càng biến động thì chúng ta càng tĩnh tâm, kiên nhẫn bao nhiêu thì cơ hội của chúng ta đôi khi lại mở rộng bấy nhiêu. Vâng, đó là chủ đề của chính của ngày hôm nay. Và phần tiếp theo của chương trình sẽ có nhiều thông tin thú vị khác. Và trước khi đến với những nội dung này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghỉ trong mấy phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chi phí phải trả khi giao dịch chứng khoán là một trong những vấn đề quan trọng mà nhà đầu tư nào khi tham gia thị trường chứng khoán đều phải biết rõ. Clip sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các loại phí thuế khi giao dịch chứng khoán, qua đó tối ưu được lợi nhuận khi đầu tư. Tổng quan sẽ có 5 loại phí thuế: phí giao dịch chứng khoán, phí lưu ký chứng khoán, thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu, thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt và các loại thuế phí khác. Vậy phí giao dịch chứng khoán là gì? Đây là loại phí khách hàng phải trả cho công ty chứng khoán khi giao dịch thành công, được tạm tính khi đặt lệnh và được thực thu khi khớp lệnh thành công. Phí được tính theo phần trăm giá trị giao dịch trong ngày và không quá 0,5% giá trị giao dịch. Phí lưu ký chứng khoán, đây là loại phí được thu nhằm duy trì hệ thống lưu trữ thông tin cổ phiếu cho khách hàng, hiện được thu ở mức 0,4 đồng mỗi cổ phiếu một tháng. Thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu, đối với thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu, việc chuyển nhượng chứng khoán được áp mức thuế là 0,1% tổng giá trị giao dịch. Mức thuế này chỉ dành riêng cho bên bán, còn bên mua thì không phải chịu. Thuế thu nhập khi được nhận cổ tức bằng tiền mặt, đây là loại thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho các cổ đông khi nhận cổ tức bằng tiền mặt với mức thu cố định là 5%. Thuế thu nhập cá nhân được tính bằng cách thu nhập tính thuế nhân thuế suất 5%. Ngoài ra còn có các loại thuế phí khác như phí chào mua công khai, phí dịch vụ tin nhắn SMS, mua dịch vụ bảo mật, phí giao dịch ngoài sàn giao dịch, phí ứng tiền trước khi bán chứng khoán, thuế phí cho nhận, thừa kế chứng khoán. Trên đây là những phí thuế mà các nhà đầu tư cần tìm hiểu trước khi giao dịch chứng khoán. Chúc quý nhà đầu tư sẽ có những giao dịch thành công. Vâng, trở lại với sàn chứng khoán Info trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta đã đi qua những nội dung của chủ đề chính kiên nhẫn với thị trường như thế nào. Liệu rằng trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có nên kiên nhẫn hay không? Hay có thể mua vào khi mà giá cổ phiếu cũng đã giảm sâu? Hoặc là có thể cắt lỗ đối với những tài khoản cũng đang bị thu rút khi mà thị trường cũng đã có những biến động mạnh trong một vài phiên gần đây? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này qua những cái diễn biến cập nhật mới nhất về thị trường chứng khoán Việt Nam. Vâng, đến thời điểm hiện tại về diễn biến của các chỉ số chính thì tôi đang thấy có một cái sự hồi phục khá đáng kể trên thị trường. Đến lúc này thì VN Index không còn mất đi khoảng 15 điểm như thời điểm ở cuối phiên nữa, mà chỉ số chính của chúng ta đang chỉ còn giảm đi khoảng 4 điểm mà thôi, mức giảm là 0,36%. Và chỉ số HNX thì cũng đang ghi nhận mức giảm 0,07 điểm, giảm nhẹ quanh tham chiếu. Và chỉ số Upcom hiện nay cũng đang ghi nhận mức giảm khoảng 0,18 điểm tính đến thời điểm hiện tại. Như vậy đã có một sự hồi phục khá là đồng đều trên cả ba sàn chứng khoán của Việt Nam tính đến thời điểm này. Vâng, về thanh khoản của thị trường là như thế nào? Lúc nãy chúng ta cũng đã cập nhật là thanh khoản thị trường trong sáng ngày hôm nay thì đang ghi nhận mức tăng cao hơn so với thời điểm phiên thứ 6 cuối tuần trước. Và con số cụ thể đến thời điểm hiện tại đang là khoảng 301 triệu cổ phiếu đã được chuyển nhượng trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trên sàn chứng khoán Hà Nội thì chúng ta cũng có một vài những con số tương đối tích cực. Chúng ta đã có khoảng 40 triệu cổ phiếu đã được chuyển nhượng tính đến thời điểm này. Vâng, về biến động của toàn thị trường thì ra sao? Vâng, số cổ phiếu giảm giá trên các sàn chứng khoán của chúng ta đã giảm đi đáng kể. Vâng, trên sàn chứng khoán Hà Nội thì chỉ còn khoảng 92 mã cổ phiếu giảm. Trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có khoảng 375 mã cổ phiếu giảm giá.
và tính theo tỷ lệ phần trăm chúng ta đã còn khoảng 70% bước giảm so với khoảng 86% ở thời điểm mở cửa phiên sáng ngày hôm nay. Và trên bản đồ nhiệt thì chúng ta đã thấy có khá nhiều những cái điểm xanh tích cực đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm bất động sản, khu công nghiệp với những cái tên như KBC tăng hơn 2%, SZC của Sonadeji Châu Đức ghi nhận mức tăng trần với khoảng 3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, ITA cũng đang tăng trên 2%. Một số mã cổ phiếu khác mà chúng ta quan tâm đó là Vinhome đến thời điểm này cũng đang tăng 0,26%, cũng đang giữ được mức giá xanh với mức giá là 39.000 đồng một cổ phiếu. Vingroup, mã cổ phiếu VVC của Vingroup đến thời điểm này thì đã ghi nhận mức giảm nhẹ 0,7%. Tuy nhiên nhiều thời điểm trong buổi sáng ngày hôm nay thì VIC cũng đã ghi nhận mức giao dịch vượt trên tham chiếu trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, nhóm Vingroup trong sáng ngày 20 tháng 11 đã có những giao dịch tương đối tích cực và đang giúp cho chỉ số của chúng ta có thể là cũng đã neo chỉ số lại và không có những cái mức giảm quá là sâu. Vâng, chúng ta đã có thể xem đến nhóm cổ phiếu lớn có những tác động tích cực và tiêu cực đến VN Index thì chúng ta có thể thấy GVR đang cộng vào 0,54 điểm cho VN Index. Theo chiều tích cực thì chúng ta có VGC, KBC, Liên Việt Sportbank, SSC, BSI, VHM, VRE, rất nhiều cổ phiếu của nhóm bất động sản khu công nghiệp và hai mã cổ phiếu của nhóm Vingroup trong sáng ngày hôm nay đang có tác động tích cực đến VN Index. Theo chiều ngược lại thì chúng ta cũng có những cổ phiếu như Vinamilk, Techcombank, GAS, CTG, MBB, một số vài cổ phiếu của nhóm ngân hàng cũng đang ghi nhận mức giảm giá và đang kéo chỉ số VN Index của chúng ta đi xuống. Vâng, đây là diễn biến của các cổ phiếu lớn. Còn về các nhóm ngành thì chúng ta cũng đang thấy có nhóm vật liệu cơ bản hiện nay đang có cái sự phục hồi đi ngược với thị trường. Trong đó có nhóm hóa chất cũng đang tăng tới khoảng 1%. Nhóm cổ phiếu hóa chất thì chúng ta đang nhóm hóa chất hiện nay thì đang có khá nhiều những cổ phiếu tăng giá. Trong nhóm này thì bảng cập nhật của chúng tôi thì cũng có khá nhiều cổ phiếu của nhóm ngành cao su liên quan đến bất động sản công nghiệp nên cũng có những tác động chung đến nhóm này. Chúng ta sẽ cùng điểm qua giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài. Vâng, các nhà đầu tư nước ngoài thì đang mua dòng với giá trị khoảng 178,9 tỷ đồng. Tuy nhiên có những giao dịch liên quan đến những cái quỹ nó có giao dịch tương đối lớn. Còn về biến động của các cổ phiếu đáng chú ý thì chúng ta có thể thấy HPG đang bị bán dòng khoảng 36,6 tỷ đồng. Vinamilk, về Vinhome, VPBank cũng theo chiều bán dòng. Và theo chiều ngược lại mua vào thì các nhà đầu tư nước ngoài đang mua vào SSI, VND, PVT, DGC. Diễn biến nhà đầu tư nước ngoài trong sáng ngày hôm nay. Có lẽ là nếu loại trừ cái chỉ số quỹ ETF thì Diamond thì chúng ta đang thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang bán dòng nhiều hơn ở các mã cổ phiếu chính. Mà chúng ta sẽ trở lại một chút với góc nhìn của anh Huy và anh Phục trong buổi sáng ngày hôm nay. Đến thời điểm tại thì chỉ số đang hồi phục khá là tốt rồi, đúng không ạ? Vâng, chỉ số hồi phục như thế này có vẻ như là cũng đang khá giống với kịch bản anh Huy và anh Phục cũng đã đưa ra từ thời điểm đầu chương trình. Thị trường có thể giảm nhưng có thể sẽ hồi phục lại một chút trong sáng ngày hôm nay. Nhưng mức giảm có vẻ như giảm khoảng bây giờ chỉ còn 4 điểm, 5 điểm. Có vẻ như đang tích cực hơn so với kỳ vọng của anh Huy và anh Phục một chút. Anh Huy đánh giá sao? Thị trường hiện nay thì VN Index đang chỉ còn giảm khoảng tầm 5 đến 6 điểm. Và nếu như so với cả diễn biến sau phiên mở cửa phiên ATO bán sáng thì đây nhìn chung là một cái diễn biến khá tích cực của thị trường. Khi mà kết hợp với đó là thanh khoản thì cũng có sự cải thiện. Qua đó thì có thể thấy là cái phe mua thì cũng đang có sẵn cái lực cầu và họ sẵn sàng sử dụng để giải ngân trong cái vùng trong nhịp rung lắc của thị trường ở những cái vùng giá thấp hơn của cổ phiếu như thị trường. Nhìn chung thì tôi thấy đây là một diễn biến khá tích cực. Và phiên chiều nay cũng rất là quan trọng khi thực sự phiên chiều đã xác định được cái xu hướng của thị trường, xem là lực cầu có bắt đáy và có tận dụng cái nhịp rung lắc của thị trường để giải ngân một cách mạnh mẽ không, thì phiên chiều thường là sẽ thể hiện rõ nhất cái xu hướng đó. Còn tính đến thời điểm hiện tại trong phiên sáng thì với cái diễn biến thị trường ở dạng hiện tại thì theo tôi đánh giá là thị trường phần nào thì cũng nhìn nhận thông tin của Vạn Thịnh Phát và SCB một cách cũng bớt cái phần bi quan so với cả những cái nhận định và những cái con số của những cái thông tin được công bố vào cuối tuần. Và như anh Phục cũng đã chia sẻ phần nhận định liên quan đến SCB và Vạn Thịnh Phát thì về cơ bản thì những cái thông tin này nó sẽ tác động chủ yếu về mặt tâm lý, còn về cơ bản thì những cái thông tin này đã xảy ra và đã ảnh hưởng đến thị trường rất là lớn từ giai đoạn cuối năm 2022 rồi và đã chiết khấu rất là sâu vào thị trường cũng như là giá của nhiều cổ phiếu liên quan. Thị trường vào thời điểm tại thì đang hồi phục lại một chút, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn thì chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm những cái thông tin, những cái diễn biến tiếp theo, đặc biệt là phiên giao dịch chiều nay. Anh Phục có bổ sung gì thêm về cái diễn biến sáng ngày hôm nay chúng ta đang có không ạ? Thực sự là diễn biến sáng ngày hôm nay thì phản ánh một cái tâm lý gọi là có thể nói là một tâm lý vẫn chưa thực sự ổn định của các nhà đầu tư.
và tâm lý ở đây là cũng phản ánh rất nhiều, đó là cái sự biến động rất nhiều của các nhà đầu tư cá nhân. Tức là thị trường cứ lên lên xuống xuống liên tục, lên lên xuống xuống liên tục. Đó thì điều này cho thấy là một cái sự khẳng định, một sự thay máu cổ đông rất mạnh mẽ diễn ra trong phiên sáng nay cùng với khối lượng thanh khoản khá cao. Thì tôi cho rằng là cái việc diễn biến này vẫn sẽ còn biến động đến cả phiên chiều này, đặc biệt là cái thời gian đầu giờ chiều khi mà cổ phiếu hôm thứ năm tuần trước tức là mua với cái giá cũng tương đối là đuổi mạnh đúng không, sẽ về đấy, thì sau đó thì ở cuối phiên có thể là ổn định hơn đối với các nhà đầu tư. Và các cái phiên sau thì trong tuần này thì chúng tôi cho rằng những cái tác động về mặt tâm lý của cái công bố liên quan đến ngân hàng SCB thì cũng sẽ giảm bớt dần và có khả năng là cuối tuần này có thể tích cực hơn đấy. Vâng, dưới góc nhìn của anh Phục thì càng thêm thông tin, đôi khi là thông tin liên quan đến SCB, bức tranh càng rõ thì chúng ta lại càng thấy nó tươi sáng. Đó là thông tin tích cực giữa cái nền mà chúng ta đã có nhận được nền xấu rồi đúng không? Từ xấu chuyển sang bớt xấu hơn thì lại là một cái thông tin tích cực. Vâng, thưa quý vị các bạn, nếu thời điểm hiện tại thì tôi xin được phép nhắc lại. Chương trình Sàn Chứng khoán Info thì đang được phát sóng trực tiếp trên kênh On Info TV cũng như các nền tảng số của VTV Cap. Và chúng ta có thể hoàn toàn có chia sẻ những cái chủ đề của quý vị các bạn đang quan tâm, những cái cổ phiếu mà các bạn cũng đang theo dõi để có thể chúng ta sẽ cùng thảo luận trong chương trình sáng ngày hôm nay bằng cách để lại những cái comment trên fanpage của chương trình. Vâng, trong những phút vừa qua thì có khá nhiều những bạn khán giả của chúng tôi cũng đang chia sẻ câu hỏi là làm sao xem lại được chương trình này, thì chúng ta có thể xem lại qua trên các nền tảng số của VTV Cap hoặc là trên kênh On Info TV. Còn về diễn biến của thị trường trong ngày hôm nay thì cũng có nhiều bạn đang đặt câu hỏi rằng là có nên giảm thì hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của mình hay không. Thì hôm nay thì cái thông tin này thì chúng tôi chờ đợi thêm những cái thông tin cụ thể hơn từ giải khoản các bạn đang có những cổ phiếu nào, hoặc là có những cái nhóm doanh nghiệp như thế nào, hoặc trạng thái của các bạn đang lỗ hay lãi thì chúng ta có thêm những cái thông tin để chúng ta phân tích. Còn nếu mà để mà nhận định chung về việc là có nên giảm hạ tỷ trọng trong ngày hôm nay không với diễn biến như thế này thì có lẽ chúng ta cũng sẽ khá là khó để nhận định như vậy nhỉ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đánh giá một góc nhìn chung là về bối cảnh của thị trường, về VN Index đang giao dịch như thế này, đang có những sự điều chỉnh giảm trong một vài phiên, thì theo kinh nghiệm của anh Huy với nhiều giao dịch trong quá khứ thì anh đánh giá như thế nào, có nên giảm tỷ trọng của các nhà đầu tư hay không? Theo tôi thì việc tăng hay giảm tỷ trọng giai đoạn hiện tại nó sẽ phụ thuộc vào cái chiến lược đầu tư của bản thân nhà đầu tư đó, và thứ hai nữa là phụ thuộc vào cái danh mục hiện tại của nhà đầu tư thì đang sở hữu những cái cổ phiếu như thế nào. Và những cái giai đoạn mà thị trường có những rung lắc như thời điểm hiện tại thì theo tôi thì đấy cũng là một cái thời điểm phù hợp để nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục, cơ cấu theo hướng là có thể hạ bớt tỷ trọng của các cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Tại vì thị trường như ở thời điểm hiện tại thì vẫn tiềm ẩn cái rủi ro và những cái ảnh hưởng về mặt tâm lý của những cái nhà đầu tư cá nhân sẽ có những cái nhịp rung lắc tương đối là mạnh. Và thị trường khi mà đã tăng hoặc là giảm cách rất là mạnh cả thị trường ấy, thì các cái cổ phiếu, kể cả cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu thì cũng sẽ đều giảm. Tuy nhiên thì các cái cổ phiếu mang tính đầu cơ cao hơn thì sẽ có mức độ biến động rất là lớn. Đấy, nên nhà đầu tư có thể hạ bớt tỷ trọng của những cái nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Và bên cạnh đó thì có thể tăng tỷ trọng đối với cả những cái nhóm cổ phiếu, những cái doanh nghiệp mà có hoạt động kinh doanh tốt, có cái tiềm năng tăng trưởng và có cái thị giá cũng bị giảm theo thị trường chung, dẫn đến là cái mức định giá đã quay trở về mức định giá thấp, thậm chí là hấp dẫn. Thì đấy là những cái nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Huy. Vâng, đó là những cái thông tin mà tương đối tổng quan thôi. Còn chúng ta phải có những cái danh mục cụ thể và những trường hợp cụ thể của quý vị thì chúng ta sẽ có những cái phân tích sâu hơn. Một bạn khán giả thì cũng đang nhờ anh Phục phân tích giúp mã cổ phiếu KSB của công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương đang niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn ấy cũng quan tâm rằng là không biết chiều thì có thể mua KSB được không, với cái cách như thế nào. Vâng, có lẽ chúng ta sẽ phân tích về tổng quan về doanh nghiệp này trước đi anh Phục ạ. Vâng, về cơ bản KSB là một trong những cái doanh nghiệp khoáng sản ở đây, cụ thể đây chủ yếu là đá xây dựng thì chiếm cái kết quả kinh doanh chính. Và KSB thì cũng sở hữu các cái mỏ ở gần cái sân bay Long Thành, thì do đó sẽ được hưởng lợi từ sân bay Long Thành cũng như các cái dự án bất động sản liên quan đến sân bay Long Thành, rồi là các cái dự án đường giao thông đến sân bay Long Thành thì KSB sẽ được hưởng lợi tương đối lớn. Bên cạnh đó thì KSB còn có các mảng kinh doanh khác như là có một phần đến từ bất động sản khu nghiệp, thì KSB cũng có khu nghiệp. Rồi tiếp đó là KSB cũng có liên quan đến cái việc là đầu tư tài chính. Thì ở đây chúng tôi nhìn thấy có cái khoản gọi là phải thu khác lên đến 1.465 tỷ, thì đây là chủ yếu là các cái khoản phải thu mà KSB đã ủy thác, rồi là có làm việc với các cái đối tác để có thể đầu tư tài chính. Thì đây chính là cái điều gọi là ẩn mà khó hiểu
tức là khó đánh giá nhất đối với KHB. Còn nhìn chung về cái kết quả kinh doanh của KHB thì năm nay về cơ bản là sẽ khả năng cao sẽ không đạt như kế hoạch và lợi nhuận sẽ suy giảm so với năm trước, do rằng là sân bay Long Thành tuy rằng là cái tiến độ giải ngân thì cũng đã được đánh giá khá cao nhưng mà chưa thực sự là mạnh mẽ và vẫn còn có những cái cấu phần là cũng có cái sự gọi là chậm trễ một chút đó. Thế do đó rằng là kết quả KHB thì nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải hướng nhìn đến tầm nhìn 2024-2025, thì chúng tôi cho rằng KHB vẫn sẽ được hưởng lợi và là một trong những cổ phiếu được hưởng lợi lớn từ đầu tư công ở cái khu vực phía Nam như vậy. Thì về cái cơ bản nhìn chung định giá ở vùng này với cái PB của KHB khoảng 1 lần, còn PE thì không tính vì năm nay kết quả kinh doanh suy giảm thì nó cũng không phản ánh chính xác lắm, thì tôi đánh giá là cũng tương đối hấp dẫn đối với một cổ phiếu như KHB. Đấy, tương đối hấp dẫn một chút, tương đối hấp dẫn. Còn để mà rất hấp dẫn thì lúc này thì chúng tôi cũng đánh giá là cần phải chờ đợi thêm thì mới có thể giá hấp dẫn hơn một chút nữa, thì lúc ấy mới có thể gọi là rất hấp dẫn để nhà đầu tư tham gia một cách mạnh mẽ. Đấy, còn hiện nay là tương đối hấp dẫn một chút và kỳ vọng ở đây là kỳ vọng 2024 đầu tư công sẽ trở lại thì kết quả sẽ tích cực hơn so với năm 2023. Vâng, cảm ơn anh Phúc chia sẻ về mạng cổ phiếu KHB. Hiện tại thì một vài bạn khán giả khác cũng đang hỏi về một vài doanh nghiệp liên quan đến đầu tư công, ví dụ như VCG rồi HHV. Có lẽ là chúng ta sẽ điểm qua một chút về giao dịch của cổ phiếu, các cổ phiếu này trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ anh Huy có thể giúp cho chúng ta thêm có những cái đánh giá một chút về cái diễn biến giao dịch của hai cổ phiếu này trong sáng ngày hôm nay xem như thế nào. Vâng, về diễn biến giá rồi thanh khoản ra sao, hoặc là những cái nhịp có thể quan tâm quan sát đối với VCG và HRV ra sao. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với VCG đang giao dịch con giá 22.700 đồng cổ phiếu. VCG và HHV đều là hai cổ phiếu về xây dựng hạ tầng trong mảng đầu tư công. Về giao dịch của hai cổ phiếu này, đầu tiên là về VCG đi, trong diễn biến giao dịch của giá cổ phiếu trong buổi sáng ngày hôm nay, có thể thấy là nhìn chung thì diễn biến giá cổ phiếu cũng đi theo diễn biến của thị trường chung, đó là mở cửa tạo một cái gap down giảm khá là sâu. Tuy nhiên là trong phiên thì cũng có những cái sự phục hồi khá là tốt, và hiện nay thì với các bạn đã hình thành một cái nến xanh và đang tăng để lấp cái gap mở cửa trong phiên sáng. Thanh khoản của VCG nhìn chung trong phiên ngày hôm nay thì cũng khá là tốt so với cả những cái phiên trước đó, cho thấy là cũng có một cái lực cầu nhất định ở cái vùng giá thấp hơn đối với cổ phiếu này. Và ở khi mà nhìn đồ thị kỹ thuật đối với cả VCG thì có thể thấy là hiện nay thì giá cổ phiếu thì đang giao dịch quanh một cái mức nền đâu đó khoảng tầm từ 22.000 đến 23.000, thì đây có thể là sẽ hình thành một cái vùng tích lũy và cái vùng cân bằng đối với giá cổ phiếu. Thì những cái nhà đầu tư mà quan tâm đến VCG có thể chờ đợi giá cổ phiếu tạo một cái mức nền và hình thành một cái vùng cân bằng trước khi hình thành một cái xu hướng mới, thì đấy là giao dịch đối với cả cổ phiếu VCG. Còn về những cái câu chuyện liên quan đến đầu tư công, câu chuyện về cơ bản thì như ban nãy thì tôi đã chia sẻ, đầu tư công thì nó không phải chỉ là câu chuyện ngắn hạn. Tất nhiên là thường là mùa quý tư thì cũng là một cái mùa có thể coi là cao điểm của đầu tư công, khi mà việc hạch toán ghi nhận của các doanh nghiệp sẽ tập trung nhiều giai đoạn cuối năm, quý tư. Tuy nhiên thì nó không chỉ là câu chuyện trong quý tư này, không chỉ là câu chuyện trong ngắn hạn, mà đầu tư công nó sẽ là một câu chuyện xuyên suốt trong cái chu kỳ tăng trưởng kinh tế tiếp theo kinh tế Việt Nam. Có thể ở trong 3-5 năm tới, khi mà các cái đại dự án thì thường là sẽ diễn ra trong nhiều năm và khối lượng công việc rất là lớn. Tương tự như vậy với cái HHV. HHV, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đèo Cả, thì HHV cũng là một trong số các doanh nghiệp đầu tư công mà có cái khối lượng công việc, cái khối lượng trúng thầu liên quan đến các cái dự án đầu tư công rất là lớn trong số các cái doanh nghiệp xây dựng hạ tầng. Và đây cũng là một doanh nghiệp mà được đánh giá là tiềm năng và được hưởng lợi từ cái việc mà thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong cái chu kỳ tăng trưởng kinh tế tiếp theo của Việt Nam. Về diễn biến giá thì cũng giống chart của HHV hay là VCG, thì về cơ bản cũng khá là tương đồng với nhau, thì đây đều là những cái doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và cũng theo cái diễn biến thị trường trong phiên sáng có cái sự phục hồi sau khi mở gap down. Về VCG thì về HHV thì hiện tại thì cổ phiếu cũng đang có cái mức định giá có thể coi là không phải hấp dẫn, nhưng mà ở mức phù hợp để nhà đầu tư có thể quan sát và có thể giải ngân và hướng tới cái mức và hướng tới cái mục tiêu dài hạn hơn, có thể trong tính bằng năm, có thể trong năm 2024 chẳng hạn, khi mà tình hình giải ngân đầu tư công tiếp tục được cải thiện. Và đó là những cái chia sẻ của tôi về hai cổ phiếu mà nhà đầu tư đã có đặt câu hỏi. Vâng, bức tranh chung của nhóm ngành đầu tư công đúng không ạ? Vẫn có một vài câu chuyện thì chưa? Diễn biến từ doanh nghiệp với diễn biến vào từng cổ phiếu thì có lẽ mức cái giá để chúng ta đầu tư như thế nào cũng là rất quan trọng đối với
cả KHSB, cả BCG và HV. Chúng ta sẽ còn quay trở lại với những phần hỏi đáp cùng các vị khán giả của Sàn Chứng khoán Info trong ít phút sau. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin kinh tế đáng chú ý gửi tới quý vị và các bạn mà chúng tôi mới có được trong sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ước tính khoảng một tháng trở lại đây đã có trên 20 ngân hàng giảm lãi suất huy động là cơ sở để tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay. Việc giảm lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ giúp kích thích nhu cầu vay vốn bởi hiện tín dụng tăng chậm mới đạt khoảng 7%. Nhưng để tín dụng tăng được thì các chuyên gia kinh tế cho rằng cần thêm giải pháp kích cầu tiêu dùng. Song song với giảm lãi suất, một số ngân hàng cũng miễn giảm thêm phí dịch vụ hoặc tăng hạn mức cho vay tín chấp không tài sản đảm bảo để có thể thu hút được các khách hàng tốt tới vay vốn. Theo giới chuyên gia, muốn tín dụng ra được khi tổng cầu của nền kinh tế phải lên, dòng tiền phải luân chuyển, đặc biệt trong thời điểm đang cận kề Tết Dương lịch và âm lịch, nhu cầu của người tiêu dùng gia tăng khiến doanh nghiệp cần vốn tích trữ nguyên liệu đầu vào để đón đầu dịp Tết, có thể tín dụng sẽ tăng. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nêu 8 vướng mắc lớn của thị trường bất động sản, đồng thời đề xuất một số giải pháp về tín dụng. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, đồng thời xem xét mở rộng hơn các đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá 3 tỷ đồng mỗi căn và có ưu tiên cho người mua căn nhà đầu tiên. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa gửi góp ý về hồ sơ đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Trong đó, VCCI cho biết nhà đầu tư phản ánh rất ngần ngại khi mua phần vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa do rủi ro pháp lý quá lớn. Vì vậy, VCCI đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định bảo vệ quyền tài sản của bên mua khi tham gia mua vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. Kết quả thống kê từ bảng xếp hạng VNA 500, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023 cho thấy ngành công nghiệp xây dựng vẫn là một trong những động lực phát triển của ngành kinh tế. Đáng chú ý, những thách thức của nền kinh tế đã tạo ra áp lực cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận sự giảm sút trong doanh thu lợi nhuận với số lượng và số lượng đơn hàng đều gia tăng rõ rệt so với kết quả khảo sát cách đây một năm. Ở chiều ngược lại, trong số các doanh nghiệp cho biết có sự tăng trưởng trong kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, đa số ở mức tăng nhẹ. Tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lên đáng kể về doanh thu và lợi nhuận chưa đầy 5%. Nhiều ý kiến cho rằng là thời điểm hiện tại thì chúng ta đang thấy những cái số liệu chúng ta đang có đang khá nhiều những mảng màu khác nhau. Tích cực có và đâu đó cũng có những thông tin khiến cho chúng ta hơi e dè và quan ngại. Và thị trường chứng khoán như vậy phản ánh trước với nền kinh tế. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy thị trường cũng có những thử thách với nhà đầu tư và đòi hỏi của chúng ta cần phải kiên nhẫn rất nhiều khi trong những hoạt động đầu tư của mình. Và có lẽ trong khi chúng ta còn đang quan sát về thị trường thì cách tốt nhất có lẽ là chúng ta nên tìm hiểu xem các doanh nghiệp của chúng ta muốn đầu tư đang ở những trạng thái như thế nào, các cổ phiếu đang có diễn biến ra sao. Và ngày hôm nay thì đồng hành với chúng ta sẽ là anh Phục và anh Huy. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp tục giải đáp những cái câu hỏi, những cái chủ đề thắc mắc của quý khán giả cùng với những doanh nghiệp, những cổ phiếu mà đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ thử cùng đi đến với câu hỏi của bạn Tân với hai mã cổ phiếu quan tâm đó là DVC và HRG. Vâng, trong sáng ngày hôm nay thì đây cũng là hai cổ phiếu đang có cái sự phục hồi, ghi nhận cái sắc xanh rất là tích cực trong một buổi sáng tương đối gọi là khó khăn đối với thị trường. Đúng không ạ? Chúng ta đang thấy HAG đang ghi nhận mức tăng là 1,43% và mã cổ phiếu DBC cũng đang ghi nhận mức tăng giá. Chúng ta sẽ cùng xem là những cổ phiếu của nhóm ngành chăn nuôi liệu có thể trở thành cái tâm điểm đầu tư trong cái dịp cuối năm nay hay không. Vâng, không biết anh Phục đánh giá như thế nào về những cái cổ phiếu mà như tôi đã nêu trên, HAG hay DBC? Vâng, hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu liên quan đến các cái sản phẩm nông nghiệp rồi là thực phẩm. Thì hai cổ phiếu này đặc thù của nó là cái kết quả kinh doanh biến động rất mạnh. Bởi vì ví dụ như giá thịt heo này, giá các cái sản phẩm liên quan thì biến động khủng khiếp luôn. Thì chính vì thế cho nên kết quả của các doanh nghiệp này sẽ không ổn định. Với Dabaco thì họ còn có thêm là các cái mảng, ví dụ như mảng bất động sản, rồi làm bán lẻ, nhưng bất động sản thì mới cả, với cả các cái chăn nuôi lợn, gà vân vân mới là chính. Thì cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này trong 9 tháng đầu năm về cơ bản có thể nói là không được tích cực cho lắm. Không được tích cực cho lắm. Với cái kết quả kinh doanh có trở lại quý 2 năm 2023 với hơn 300 tỷ nhưng quý 1 thì cũng âm hơn 300 tỷ. Thì như vậy là trong 9 tháng đầu năm thì lợi nhuận của họ vỏn vẹn ở hơn chục tỷ thôi. Thì cái kết quả kinh doanh của Dabaco dự kiến trong tương lai thì chúng tôi cho rằng vẫn tiếp tục sẽ có nhiều những cái sự biến động mạnh nữa. Và đầu tư với cổ phiếu Dabaco này, nhà đầu tư cần phải hết sức quan tâm đến cái tình hình giá lợn cũng như các cái dịch bệnh liên quan đến lợn.
thì từ đó mới có thể ra được các cái quyết định. Và các cái quyết định đầu tư ở đây là mang tính chất ngắn hạn, tức là tính chất là vài ngày hoặc vài tháng, chứ không phải là mang tính chất là cầm trường kỳ được lâu dài, bởi vì có một cái sự biến động quá lớn như thế. Đó, tương tự như thế thì về HAG thì chúng tôi đánh giá là về cơ bản cái câu chuyện lợi nhuận của HAG ấy thì nó không đến từ mảng cốt lõi. Mảng cốt lõi như lợn và hoa quả chẳng hạn thì về cơ bản mang lại cái kết quả kinh doanh đâu đó thì cũng chỉ đủ bù các cái khoản chi phí lãi vay vẫn rất lớn. Và lưu ý rằng là các cái khoản nợ của HAG bây giờ vẫn là các cái khoản nợ mà khó trả, chứ không phải là vẫn trả đúng hạn đều đặn được. Đấy, thì lưu ý như vậy. Và các lợi nhuận của HAG về cơ bản là đến từ các cái hoạt động liên quan đến hoàn nhập dự phòng v.v. là chính thôi. Thế do đó là cổ phiếu HAG thì cũng phù hợp với những các anh chị mà nhanh nhạy. Đầu tiên là phải nhanh nhạy. Thứ hai là đầu tư mang tính chất ngắn hạn, chứ không phải là mang tính chất dài hạn. Đó, thì lúc đó thì nhà đầu tư dựa vào các cái chỉ báo, ví dụ như là giá lợn này, hay là ví dụ như là đối với cổ phiếu thì dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật là chính, thì để ra quyết định hơn là việc dựa vào cái cơ bản của doanh nghiệp. Cái câu chuyện của hai cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành chăn nuôi này thì tôi nhớ của anh Phục chia sẻ, tôi nhớ đến rất nhiều cổ phiếu khác cũng thuộc dạng là kinh doanh mặt hàng lương thực thực phẩm hiện nay đang niêm yết, đúng không ạ? Đường, gạo các kiểu thì gần như là mang tiếng là kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, nhưng đôi khi kết quả kinh doanh lại không phải là duy trì ổn định đâu, đúng không ạ? Đúng vậy, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này thậm chí còn biến động khủng khiếp hơn cả những doanh nghiệp chung cư cơ. Thế do đó là về cơ bản là họ kinh doanh những cái mặt hàng ý, nhưng mà nếu mà những cái doanh nghiệp là liên quan đến thực phẩm, hàng tiêu dùng chẳng hạn thì có sự ổn định hơn. Ví dụ như các doanh nghiệp cà phê Hòa Tan này, hay là các doanh nghiệp mì tôm này, như là MCH này vân vân, thì những cái doanh nghiệp thì kết quả kinh doanh họ sẽ ổn hơn. Bởi vì cái yếu tố đầu vào và đầu ra về cơ bản họ kiểm soát được tốt hơn. Còn những cái doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp này thì cái yếu tố đầu vào đầu ra biến động rất mạnh. Ngoài ra là yếu tố thời tiết, dịch bệnh vân vân cũng tác động rất lớn đến cái kết quả kinh doanh của họ. Thế do đó là tuy rằng là họ là những cái doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm thiết yếu, nhưng mà rõ ràng kết quả không hề ổn định một chút nào. Và chỉ quan tâm đến biến động giá cả khi đầu tư vào cổ phiếu các doanh nghiệp này, có thể phải biến động rất là phải theo dõi biến động về giá cả, đúng không? Rất là nhanh. Xin cảm ơn anh Phục. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác của bạn khán giả sàn chứng khoán Info trong sáng ngày hôm nay. Một bạn thì đang hỏi, bạn Phúc Thiện đang hỏi về mã cổ phiếu HDC. Vâng, HDC của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu sáng ngày hôm nay giao dịch ở mức giá là 33.900 đồng cổ phiếu. Vâng, cổ phiếu này cũng là trong những cổ phiếu quen thuộc của nhóm bất động sản, đúng không ạ? Vâng, anh Huy đánh giá như thế nào về HDC? Về cổ phiếu HDC là một cổ phiếu trong lĩnh vực bất động sản, và đây là một cổ phiếu có cái diễn biến giá tương đối là mạnh trong dạng vừa qua, khi mà vẫn giữ được cái xu hướng của mình và không bị tác động bởi thị trường chung quá là nhiều. Có thể thấy HDC thì về cơ bản là được nhóm bất động sản trong dạng vừa qua thì có diễn biến khá là mạnh, và HDC lại còn là một trong số các doanh nghiệp mà về cơ bản là có cái có diễn biến giá tốt nhất trong nhóm bất động sản, và có cái hoạt động kinh doanh, nghĩa là có cái kết quả kinh doanh cũng tương đối là ổn định, và qua đó cũng là một cái động lực để cho HDC có thể giữ được giá tốt như hiện tại. Về đồ thị kỹ thuật có thể thấy là HDC hiện nay thì đang giao dịch ở hầu như ở trên các cái đường MA và giữ được cái xu hướng tăng khá là tốt. Và đối với HDC, nhà đầu tư nếu như đầu tư một cách ngắn hạn và đầu tư theo đồ thị kỹ thuật thì đây nhìn chung vẫn là một cổ phiếu đang giữ được xu thế tăng, xu thế tích cực trong giai đoạn hiện tại. Còn về định giá của HDC thì theo tôi thì định giá của cổ phiếu định giá cổ phiếu này hiện tại thì cũng đang không phải là rẻ. Định giá của HDC hiện tại cũng đang không phải là rẻ, và có thể diễn biến tích cực của HDC hay nhóm bất động sản nói chung trong thời gian vừa qua thì cũng phần nhiều là được hỗ trợ bởi yếu tố về dòng tiền. Thì đấy là một cái yếu tố nhà đầu tư cần phải quan tâm khi mà quan sát, theo dõi hay là có ý định đầu tư vào cổ phiếu này. Vâng, với HDC mà cũng đã tăng khá là tốt từ thời điểm giữa tháng 10 rồi cuối đầu tháng 11 đấy, ai mua đầu tháng 11 nghĩa thị trường giảm và mua đảo chiều, cổ phiếu này tăng 20% rồi. Thì thời điểm này thì có nên chốt lãi hay là tiếp tục nắm giữ không anh Huy? Đối với thời điểm hiện tại theo tôi mua mới HDC thì tôi không có ưu tiên đối với cổ phiếu này. Còn để nắm giữ thì theo tôi thì với cái xu hướng của giá cổ phiếu vẫn đang tốt như thế hiện tại, thì nếu nhà đầu tư nào mà đang sở hữu HDC ở một cái vùng giá tốt hơn và vẫn đang có mức sinh lời thì theo tôi vẫn có thể nắm giữ với một cái xu hướng thị trường phục hồi như hiện tại và dòng tiền cũng đang tập trung vào nhóm bất động sản khá là nhiều, thì theo tôi là có thể nắm giữ. Còn mua mới thì tôi không ưu tiên, với cả một cổ phiếu định giá cũng không phải là mức thấp như là HDC. Xin cảm ơn anh Huy chia sẻ về HDC. Hiện tại nhiều bạn khán giả thì cũng đang có những câu hỏi
những cái chủ đề quan tâm về việc là VN Index thị trường chứng khoán Việt Nam có giảm xuống mức sâu hơn không, mất mốc 1.000 hoặc thậm chí 900-800, hoặc là trong 4 đến 6 tuần nữa thì có giảm hay không. Thì cái câu chuyện cái hướng đi của VN Index thì chúng ta cũng đã bàn khá nhiều trong chương trình Sở Chứng khoán Info. Cách đây khoảng hơn một tuần thì chúng ta, tôi và anh Phục những ngồi ở trên sàn và cũng chia sẻ về hướng đi của thị trường như thế nào. Thì thời điểm đó thì chúng ta còn chưa có những cái thông tin liên quan đến việc CPI của Mỹ công bố ở cái mức rất tích cực cơ, đúng không? Và lúc đó thì chúng ta chia sẻ rằng là hướng đi của thị trường thì về khả năng xác suất thì xác suất nào cũng có, nhưng mà xác suất đấy nó rất là thấp thôi, đúng không? Và trong ngày hôm nay thì chúng ta có khá nhiều những cái góc nhìn về cái ba kịch bản của thị trường. Và trong tuần này thì thị trường có thể di chuyển ở mức điểm là khoảng 1.100 điểm sideways như góc nhìn của anh Huy, hoặc cái như chứng khoán MBS thì mức 1.078 điểm cũng có thể là cái vùng hỗ trợ đối với VN Index vào thời điểm hiện tại. Và đây có thể là một vài mốc mà chúng ta có thể quan tâm trong một vài giao dịch tuần giao dịch tới đây. Chúng ta sẽ đến với một vài câu hỏi khác của các bạn khán giả sàn chứng khoán Info sáng nay. Một vài bạn thì đang hỏi về mã cổ phiếu VIC. VIC thì chúng tôi cũng đã có những phân tích cụ thể về Vingroup rồi. Thì có thể là chúng ta sẽ đánh giá nhanh về cổ phiếu này giao dịch ở thời điểm hiện tại mà thôi. Là khoảng mức giá là 42.100 đồng, và trong phiên ngày hôm nay với diễn biến hiện tại thì nó có khác gì so với thời điểm mở cửa phiên hay không mà thôi. Vâng, chắc anh Huy đánh giá nhanh thêm một chút về VIC. VIC diễn biến giao dịch tính đến thời điểm hiện tại của phiên giao dịch sáng ngày 20/11 thì cũng cùng với cả xu hướng chung của thị trường, đó là mở cửa tạo một cái gap down giảm khá là sâu và cũng đã có cái sự phục hồi trong phiên, và hiện nay thì VIC đã quay trở lại giao dịch quanh vùng tham chiếu. Còn về diễn biến cái vùng giá hiện tại của VIC, theo tôi thì nó là vùng giá thấp nhất lịch sử nhiều năm trở lại đây của VIC rồi. Và còn về nguyên nhân tại sao mà cổ phiếu của Vingroup lại giảm như vậy thì trong phần chia sẻ ban nãy thì tôi và anh Phục cũng có phân tích và cũng có đưa cái nhận định đối với cả nhóm cổ phiếu Vingroup nói chung, thì đấy là do tác động của yếu tố dòng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài khi mà họ nghi ngờ vào cái việc cái sự thành công của cái mảng kinh doanh mới đó là VinFast, hay là bản thân chính Vingroup họ cũng phải phân bổ lại nguồn lực trong các cái mảng kinh doanh để bù đắp cho cái sự khó khăn hiện tại của VinFast. Thì đấy là những yếu tố khiến cho giá cổ phiếu giảm sâu hiện tại. Hay là liên quan đến yếu tố về thông tin thì gần đây cổ phiếu VFS niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng đã có những thông tin bị một công ty luật khác khởi kiện, thì đấy là một cái thông tin ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Và cổ phiếu Vingroup ở thời điểm hiện tại thì nói chung thì cổ phiếu Vingroup đối với tôi không phải là một cái lựa chọn để đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh mà thị trường đang có cái nhịp điều chỉnh và mặt bằng định giá của thị trường cũng như là nhiều cổ phiếu khác thì đã chiết khấu về cái mức thấp và nhiều cơ hội được mở ra, thì chúng ta có thể lựa chọn và tìm kiếm những cơ hội khác thay thế cho cổ phiếu Vingroup có thể coi là rất là khó khăn để đầu tư như ở giai đoạn hiện tại. Khó thông tin, khó như anh Huy và anh có chia sẻ từ phần đầu chương trình, đúng không? Đây là một cổ phiếu, một doanh nghiệp mà cũng khiến cho nhiều cái phân tích gọi là quen thuộc về cái phân tích các doanh nghiệp một cách bài bản cũng rất là khó để có thể phân tích cụ thể chính xác là doanh nghiệp này hiện nay đang như thế nào, hoặc là những cái hy vọng ở một số mảng kinh doanh mới của họ như là ô tô điện của VinFast có tiềm năng triển vọng ra sao cũng rất là khó đánh giá. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác của bạn khán giả sàn chứng khoán Info. Một bạn thì đang hỏi về cổ phiếu FRT. Cổ phiếu này có còn tiềm năng nữa không ạ? Đây là câu hỏi của một bạn tên là Huyền của sàn chứng khoán Info. Có tiềm năng hay không? Về diễn biến giá cổ phiếu thì giá cổ phiếu này mỗi lần tôi cập nhật thì tôi thấy rằng cổ phiếu nó đều có một bước đỉnh mới, bây giờ là hơn 100.000 rồi. Thị trường thì luôn luôn đánh giá đúng về cổ phiếu, đúng không ạ? Liệu rằng còn tiềm năng nữa hay không thì chắc câu hỏi này tôi sẽ nhờ anh Phục chia sẻ thêm một chút. Anh Phục cũng nhiều lần đánh giá về các nhóm cổ phiếu bán lẻ và cổ phiếu FRT rồi. Vâng. Thì thực sự tuần trước thì tôi cũng đã đánh giá về FRT và Thế Giới Di Động thì tôi vẫn không thay đổi gì cả. Bởi vì thứ nhất là FRT thì người ta kỳ vọng vào cái câu chuyện Long Châu. Thì chúng ta cần phải phân tích FRT dựa trên hai mảng kinh doanh chính. Một đó là mảng thiết bị ICT truyền thống, tức là điện thoại, laptop, v.v. ở chuỗi FPT Shop. Thì mảng này của FPT thì đang bị cạnh tranh khốc liệt, thậm chí thị phần đang bị suy giảm. Và cái kết quả trong 9 tháng là bị lỗ cũng khá nhiều. Đấy là mảng thứ nhất, mảng truyền thống. Mảng thứ hai là đang có triển vọng tốt, đó là mảng Long Châu. Trong 9 tháng đầu năm thì cũng có lợi nhuận con số 100 tỷ và được kỳ vọng rất nhiều với cái việc là doanh nghiệp đầu tiên trong mảng bán lẻ dược có lợi nhuận và với cái hiệu quả cao. Tức là ví dụ như là doanh thu trên cửa hàng của FRT hơn 1 tỷ một tháng cơ, cao gấp 2 lần so với trung bình của các cái đối thủ khác. Từ đó khiến cho FRT là hãng đầu tiên, Long Châu là hãng đầu tiên có lợi nhuận trong lĩnh vực phân phối dược. Và cái quy mô của thị trường dược đâu đó ở Việt Nam thì ở cái thị trường các cửa hàng thì đâu đó khoảng hơn 3 tỷ đô.
thì FRT bây giờ cũng kỳ vọng rằng là có doanh thu có thể lên đến khoảng 700-800 triệu đô. 700-800 triệu đô cũng khá nhiều. Và chúng tôi cũng nhận được một cái thông tin, đó là liên quan đến tin đồn. Đây là tin đồn nhé, tin đồn. Đó là FRT có kế hoạch là IPO mảng Long Châu. Thì khi IPO thì các đơn vị tư vấn thì họ đồn là các đơn vị tư vấn có định giá Long Châu lên tới 1,5 tỷ đô, tức là tương đương với 37.000 tỷ. Trong khi vốn hóa toàn bộ FRT hiện nay là khoảng độ 14.000 tỷ. Thì như vậy người ta cho rằng là đó là rẻ. Và cái câu chuyện tăng giá cổ phiếu FRT trong 6 tháng qua liên quan nhiều đến cái thông tin liên quan đến IPO của Long Châu. Còn nói về tổng kết quả kinh doanh của cả Long Châu và chuỗi FPT Shop thì hiện nay vẫn đang lỗ, đúng không? Thì cho thấy nếu mà nhà đầu tư theo góc độ đầu tư chắc chắn, theo kiểu có lợi nhuận hoặc là có dòng cổ tức vân vân ấy, thì FRT không hợp. Còn nhà đầu tư mà kỳ vọng vào cái việc liên quan đến gọi là IPO chuỗi Long Châu thì nhà đầu tư cần phải theo sát cái diễn biến kết quả kinh doanh của chuỗi này cũng như những động thái của FRT để có thể đón nhận những cái thông tin gọi là sát nhất để đưa ra các cái quyết định phù hợp. Còn với vùng này nhà đầu tư có nên mua mới không? Thì theo tôi nếu nhà đầu tư mà tin vào cái câu chuyện IPO thì có thể tham gia những lúc điều chỉnh, nhưng mà lưu ý tham gia với cái tỷ trọng nó cũng vừa phải và nho nhỏ thôi, để làm sao nếu mà những cái thông tin mà nó không thành hiện thực chẳng hạn thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng đáng kể đến cái danh mục của chúng ta cũng như là cái tài sản của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh Phục. Nhân tiện anh nói FLT, một bạn khán giả của chúng ta thì đang Phương Trang thì đang hỏi về thì công ty cổ phần thế giới số với mã chứng khoán DGW. Bạn này cũng có một câu hỏi và tôi nghĩ rằng anh Phục sẽ có thể phân tích giúp bạn ý khá hay. Bạn ý đánh giá là quý 3 năm nay thì lợi nhuận giảm hơn so cùng kỳ, nhưng có cái sự tăng trưởng sau quý 1 và quý 2. Thì góc nhìn của anh Phục là như thế nào về cái doanh nghiệp này? Là hồi phục, là tích cực hay là không tích cực? Vâng, về cơ bản thì trong thời gian vừa qua cái việc tiêu dùng của người dân là tương đối là kém. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến các cái công ty bán buôn và bán lẻ. Thì việc ảnh hưởng nhiều nhất thì lại đến từ các công ty bán lẻ. Bởi các công ty bán lẻ có cả hàng ngàn, thậm chí 5-6 ngàn cửa hàng như là Thế Giới Di Động chẳng hạn. FRT cũng có đến 2.000 cửa hàng, hơn 1.000-2.000 cửa hàng. Thì từ đó những cái hãng bán lẻ thì sẽ bị ảnh hưởng cái chi phí vận hành, chi phí vân vân của họ khá là nhiều. Tuy nhiên thì các hãng bán buôn thì cũng bị ảnh hưởng, biên mỏng hơn, nhưng mà họ bị ảnh hưởng ít hơn. Bởi vì họ chỉ, đa phần họ chỉ xây dựng các cái DC, tức là các trung tâm phân phối. Thì cái chi phí vận hành thì nó cũng không phải là quá lớn. Thế do đó là nó tác động ít hơn đến cái kết quả kinh doanh của họ. Với DGC, DGW thì đây là cái doanh nghiệp số 1 trong cái mảng phân phối. Ở đây là có cả hàng điện máy vẫn là chính, điện máy, điện thoại vẫn là chính. Bên cạnh đó thì có thêm nhiều các cái thiết bị gia dụng vân vân khác nữa. Thì đây là một cái doanh nghiệp mà có được những cái hướng đi khá là đúng đắn trong những năm qua và đạt được những cái kết quả rất tích cực, tăng trưởng mạnh mẽ trong từ giai đoạn năm 2018 đến năm 2022, bứt phá hoàn toàn so với nhóm trước đây là ba doanh nghiệp tương đương nhau, đó là DGW này, PSD này và FPT Distribution. Tuy nhiên hiện nay thì DGW đã vươn lên số 1 và rất hiệu quả. Và cái kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm tuy rằng là có sự giảm khá mạnh so với cùng kỳ nhưng cũng thể hiện được rằng là một cái sự vững chắc của doanh nghiệp này. Và chúng tôi cũng nhận thấy là một cái sự phục hồi ở đây là từ từ chứ không nhanh. Và kỳ vọng rằng là quý 4 cũng như là năm 2024 thì DGW sẽ có cái kết quả kinh doanh trở lại tương đối tích cực. Đấy là về cái xu hướng kết quả kinh doanh. Còn về mặt định giá thì hiện nay với cái mức này thì PE khoảng 16 lần, PB thì đâu đó khoảng độ 3 lần. Thì là một cái mức định giá chúng tôi cho rằng là cũng phù hợp, chứ cũng không phải là quá rẻ để nhắm mắt mà mua, hoặc cũng không phải là đắt để phải bán. Thì cái câu chuyện nhà đầu tư nếu đang nắm giữ mà tin tưởng rằng một cái sự trở lại của kinh tế thì nên nắm giữ tiếp. Còn mua mới thì nhà đầu tư cũng nên cân đối, những cái lúc có sự điều chỉnh tương đối mạnh thì nhà đầu tư mới nên tham gia, thì để cho chúng ta đảm bảo cái sự chắc chắn, rủi ro thấp và kỳ vọng lợi nhuận có thể cao hơn. Vâng, xin cảm ơn anh Phúc chia sẻ về bức tranh tổng quan về nhóm ngành bán lẻ. Chúng ta có thể thấy rằng là có hai nhóm đó, một nhóm gọi là bán lẻ, ví dụ như là FRT, Thế Giới Di Động, còn thì công ty Thế Giới Số thì cũng hơi thiên về bán buôn. Nếu mà như anh Phúc cũng chia sẻ, biên lợi nhuận của các công ty này có thể mỏng hơn một chút, nhưng ít nhiều lại có sự chống chọi tốt hơn so với những cái đối thủ, các công ty còn lại trong ngành trong cái giai đoạn mà tiêu dùng xuống thấp và kinh tế khó khăn như trong thời gian qua. Tuy nhiên vì định giá của công ty Thế Giới Số thì cũng đang ở mức là cũng không rẻ nhưng cũng không quá đắt. Chúng ta có thể kỳ vọng cái sự hồi phục là có với công ty này cũng như các doanh nghiệp bán lẻ nói chung. Xin cảm ơn anh Phục. Chúng ta sẽ đến với cái một câu hỏi khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Đến với một nhóm ngành về các công ty chứng khoán. Một bạn thì đang hỏi về mã cổ phiếu VND. Câu hỏi này thì chắc là tôi cũng sẽ nhờ anh Huy có thể chia sẻ thêm về cái bức tranh
đầu tư về các công ty chứng khoán vào thời điểm hiện tại là như thế nào, và với riêng VND thì ra sao? Đối với cả ngành chứng khoán nói chung hay là VND nói riêng thì ở giai đoạn hiện tại, nếu mà nói về diễn biến giá của các cổ phiếu trong lĩnh vực chứng khoán thì cũng đang tương đối là mạnh và thu hút dòng tiền khá là tốt. Và theo tôi, trong cái giai đoạn mà thị trường sau một cái giai đoạn thị trường điều chỉnh và thị trường phục hồi, thì những cái nhóm cổ phiếu mà có tính beta cao, có beta cao, thu hút dòng tiền như là nhóm chứng khoán thì thường là sẽ là những cái nhóm mà phục hồi đầu tiên, sẽ thu hút được cái dòng tiền rất là tốt trong giai đoạn đầu của nhịp phục hồi. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta nhìn nhận thị trường, đánh giá tiềm năng thị trường chứng khoán trong chung và dài hạn vẫn còn rất là nhiều tiềm năng để tăng trưởng cũng như phát triển, thì việc những cái cổ phiếu chứng khoán sẽ còn dư địa để tăng trưởng trong ít nhất là trung hạn, trong trung dài hạn trong năm 2024 là chắc chắn là sẽ còn. Và nếu còn một yếu tố nữa đó là về thanh khoản thị trường, thì có thể thấy là trong khoảng tầm từ đầu tháng 11 cho đến nay thì thanh khoản cũng đã có sự cải thiện rất là tốt, và đấy cũng sẽ là những cái yếu tố hỗ trợ cho nhóm chứng khoán nói chung hay VND nói riêng. Còn đối với cả cổ phiếu VND thì đây là một cái công ty chứng khoán có thể coi như là công ty chứng khoán đầu ngành trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam, và với nhiều cái mảng kinh doanh họ đi tiên phong và có được cái sự phát triển rất là tốt. Và hiện nay VND vẫn là một trong số những công ty chứng khoán có cái thị phần môi giới top đầu của Việt Nam, và vẫn đang tăng trưởng thêm những cái mảng khác liên quan đến quản lý tài sản cũng như là các cái dịch vụ về tài chính cũng như là quản lý tài sản đi kèm, thì đấy cũng là cái xu hướng phát triển chung cho ngành dịch vụ tài chính ở Việt Nam, và VND cũng là một cái doanh nghiệp mà đang đi đầu để đón cái xu hướng đó. Thì theo tôi đánh giá là ngành chứng khoán nói chung vẫn còn tiềm năng, và bản thân VND là một cái doanh nghiệp đầu ngành và có nhiều lợi thế cạnh tranh ở trong ngành chứng khoán ở Việt Nam. Vâng. Liệu rằng có cái điểm mua điểm bán nào phù hợp với VND ở thời điểm hiện tại không? VND ở thời điểm hiện tại theo tôi thì ở thời điểm hiện tại thì cái xu hướng của VND vẫn đang được duy trì khá là tốt, và cái vùng nền giá quanh khoảng 20.000 sẽ theo tôi đánh giá là sau một vài phiên nữa khi mà đã hình thành được cái nền giá đủ vững chắc và VND có thể là sẽ hình thành cái xu hướng tăng mới, thì đó sẽ là cái thời điểm mà nhà đầu tư có thể tham gia cổ phiếu VND. Nếu như theo cái trường phái là đầu tư theo dòng tiền và theo cái xu hướng của thị trường. Còn về thực ra những cái cổ phiếu chứng khoán, dòng chứng khoán nói chung, theo tôi thì về mặt định giá thì nếu như so sánh với cả định giá của nhóm chứng khoán khác ở các cái nước khác trong khu vực ấy, thì định giá của các công ty chứng khoán ở Việt Nam khá là cao. Tuy nhiên thì cũng có lý do để mà định giá các công ty chứng khoán cao như vậy. Đó là bởi vì cái tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất là nhiều. Bản thân một cái công ty chứng khoán ở Việt Nam nó đóng vai trò gần như là một cái shadow bank, một cái ngân hàng, và cũng có những cái dịch vụ cho vay và có rất là nhiều mảng kinh doanh mà còn tiềm năng để có thể tăng trưởng. Thì theo tôi đánh giá thì với cái định giá hiện tại của nhóm chứng khoán không thể nói là rẻ, nhưng mà với cái tiềm năng tăng trưởng của ngành chứng khoán ở Việt Nam thì tôi đánh giá là nó là phù hợp và vẫn còn cái động lực để cho những cái nhà đầu tư trong trung và dài hạn có thể đầu tư vào những cái cổ phiếu chứng khoán hay là cổ phiếu VN Direct. Vùng giá hiện tại tôi nghĩ là có thể sẽ là một vùng giá phù hợp sau một giai đoạn tích lũy nữa, thì để nhà đầu tư có thể quan tâm và mua vào cổ phiếu VN Direct. Vâng. Cảm ơn anh Huy. Vâng, trong lúc chúng ta đang bình luận về nhóm cổ phiếu chứng khoán và rất nhiều nhóm cổ phiếu khác thì thị trường chung thì đang hồi phục khá là nhanh, bây giờ lấy lại gần trở về cái mức tham chiếu của ngày hôm nay rồi. Vâng, rất nhiều cổ phiếu chứng khoán trong sáng ngày hôm nay thì cũng đang dẫn đầu và tăng giá tiếp tục, vâng, duy trì cái đà tăng như thế này. Nhưng chắc chắn là sau khi nghe những cái phần phân tích của anh Huy cũng như anh Phục về nhóm chứng khoán thì có thể nhiều bạn cũng đang hỏi rằng là cũng hơi mất kiên nhẫn một chút rồi, đúng không ạ? Cũng muốn là khi phố mua vào khi mua cổ phiếu chứng khoán rồi. Vâng, đó là bức tranh chung về thị trường thôi. Cũng đang hồi phục rồi và chúng ta phải chờ thêm những cái tín hiệu khác. Chúng ta sẽ đến tiếp tục với phần hỏi đáp cùng các bạn khán giả sàn chứng khoán Info trong sáng ngày hôm nay. Nhiều bạn đang hỏi về một số nhóm ngành như là cảng biển hoặc là liên quan đến vận tải biển. Chúng ta có mã cổ phiếu SGP, đây là câu hỏi của một bạn tên là Gia Cát Dự. Nhờ các anh đánh giá như thế nào về doanh nghiệp này và cổ phiếu này SGP của cảng Sài Gòn, đúng không? Đúng rồi, cảng Sài Gòn. Vâng, cảng Sài Gòn, cái tên rất là hay. Hiện nay đang giao dịch trên sàn Upcom với mức giá là 16.800 đồng cổ phiếu. Vâng. Đánh giá về các doanh nghiệp về vận tải rồi cảng biển và thời điểm hiện tại. Bức tranh hồi phục kinh tế thì các doanh nghiệp này cũng có vẻ như là cũng đánh giá tích cực hơn anh Phủ nhạc, nhưng với cảng Sài Gòn thì sao ạ? Vâng, về cơ bản thì đối với ngành cảng thì nhìn chung thì tôi cho rằng là đang trên bước phục hồi. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất nhập khẩu của chúng ta cũng đang dần trở lại
từ từ điều đó sẽ giúp cho cái kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp cảng này sẽ có cái sự tích cực hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu mà nhìn tầm nhìn dài hạn, chúng ta có thể thấy FDI đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm của chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng khá ấn tượng bất chấp cái kinh tế thế giới khó khăn. Ngoài ra thì các chuyên gia họ cũng còn dự báo là FDI vào Việt Nam sẽ tiếp tục cao nữa do cái xu hướng chuyển dịch cái chuỗi sản xuất một phần từ Trung Quốc sang Việt Nam để hưởng lợi các cái hiệp định liên quan đến FTA cũng như hưởng lợi liên quan đến các cái hiệp định ký kết đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược của Việt Nam với các cái nước hàng đầu trên thế giới. Thế do đó rằng là xu hướng về các cái cảng biển của Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong tương lai vài năm tới là một điều gần như là khá là chắc và là tất yếu. Thế do đó rằng là Cảng Sài Gòn thì cũng là một công ty cổ phần Cảng Sài Gòn cũng là một trong những cái công ty được kỳ vọng là sẽ được hưởng lợi như vậy. Thì hưởng lợi ở đây chủ yếu là cái công suất làm hàng ở cảng của họ tăng là thứ nhất, thứ hai là giá làm hàng có thể tăng trong tương lai và giúp cho doanh nghiệp này có thể có tăng được cái lợi nhuận trong năm 2023, 24 và 25 sắp tới. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý là công ty này về cơ bản mở rộng gần như là không mở rộng, thế do đó là chỉ hưởng lợi nhờ việc tăng giá mà thôi. Anh chị lưu ý là như thế. Còn xét về cái định giá hiện tại thì chúng tôi đánh giá rằng định giá hiện tại của cái công ty này ở cái mức về cơ bản là có hơi hấp dẫn một chút chứ không phải quá hấp dẫn nhé, cũng hơi hấp dẫn một chút khi mà cái kết quả được kỳ vọng trong các năm tới sẽ tăng. Còn về cái doanh nghiệp này nhận cổ tức thì cũng tương đối thấp chứ không được cao, khoảng độ 6% trong 2 năm qua, tức là 600 đồng trên với giá 16 thì tương đương với khoảng độ 3,5%, thì mức này cũng là một mức hơi thấp một chút, nhưng mà kỳ vọng rằng trong tương lai từ năm 2025-2026 thì doanh nghiệp này sẽ có thể có cái tỷ lệ trả cổ tức cao hơn. Còn nếu đi sâu về doanh nghiệp này thì đây là một cái công ty có cái tài sản có giá trị khá là cao so với cái kết quả kinh doanh. Thế do đó nếu mà xảy ra cái câu chuyện liên quan đến Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam mà thoái vốn chẳng hạn thì rõ ràng đây lại là một cái câu chuyện đầu tư rất hấp dẫn và rất thú vị. Nhưng mà cái điều đó thì cũng phải chưa thể chắc chắn được, bởi vì cũng chưa có kế hoạch là thoái vốn cái công ty này trong cái thời gian tới. Còn hiện tại về mặt đánh giá kết luận cuối cùng đối với cổ phiếu này thì chúng tôi đánh giá là mức giá này cũng ở mức gọi là tương đối hấp dẫn một chút. Nhà đầu tư có thể tham khảo phân bổ một phần tài khoản của mình vào cái doanh nghiệp này cho mục đích dài hạn 2 đến 3 năm tới. Vâng, cũng xung quanh về cái câu chuyện về những mã cổ phiếu liên quan đến cảng biển thì anh Phục có thể đánh giá thêm nhanh một chút về mã cổ phiếu VSC. Vâng, đây cũng là một trong cổ phiếu tương đối quen thuộc, nhưng ngày hôm nay tăng trên 3,7%, nên chắc các bạn khán giả, nhà đầu tư của chúng ta cũng hơi quan tâm một chút thêm những thông tin về VSC để củng cố thêm một chút cái niềm tin về tăng giá của cổ phiếu này. Vâng, về VSC thì thực sự đây cũng là một cái cổ phiếu truyền thống của Azfin Việt Nam khi cũng theo đuổi cổ phiếu này gần chục năm rồi. Thì VSC thì vừa rồi họ có mua thêm cái cảng Nam Hải Đình Vũ của Zmandex. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá về cái việc mua như này. Việc mua này thì VSC thì cũng có vay nợ tại cái ngân hàng gọi là ngân hàng ngày xưa là PVCombank, ngày xưa xuất phát từ công ty tài chính dầu khí, thì với cái lãi suất vay cũng khá cao. Đâu đó là lãi suất lên đến khoảng 14% cho việc mua cái cảng này. Thì về cơ bản là nếu mua cái cảng này thì VSC sẽ được những cái khoản lợi như sau. Thứ nhất là họ nâng cái công suất của mình lên rất lớn ở khu vực cảng Hải Phòng. Và có thể nói là VSC là có cái sở hữu cái mạng lưới cảng là có công suất lớn nhất ở đây. Thì đấy là thứ nhất. Thứ hai là họ tận dụng được cái bộ máy quản lý quản trị của mình để khai thác các cái cảng, từ đó làm giảm thiểu các cái chi phí vận hành hơn. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là khi họ có mạng lưới lớn thì rõ ràng họ phục vụ được đa dạng các cái nhóm khách của mình hơn. Ví dụ trước đây là cái cảng VIP Green của họ về cơ bản nhiều lúc cũng quá tải khách hàng, thì họ có thể chuyển dịch sang cái cảng Nam Hải Đình Vũ và từ đó thì thu hút được thêm nhiều các cái khách hàng hơn nữa với kết quả tốt hơn trong cái việc làm dày cái hệ sinh thái của mình. Tuy nhiên về cái giá mua cảng này thì định giá ước tính là khoảng độ 3.000 tỷ cái Nam Hải Đình Vũ này, thì lại mang lại cái lợi nhuận hàng năm cho VSC thực sự là cũng không phải quá lớn, bởi vì cái cảng này mang lại lợi nhuận thì đâu đó thì chỉ khoảng hơn 100 tỷ đồng thôi. Thì như vậy là về cái mức định giá cho cái cảng này khoảng PE khoảng gần 20 lần chẳng hạn, thì là một mức định giá không rẻ. Ngoài ra cái việc là để mua cái cảng này thì VSC đã sẽ phải trả giá bằng cái việc đó là vay nợ với cái lãi suất rất cao, như tôi vừa chia sẻ đó là có một khoản vay khá lớn với lãi suất 14% của cái ngân hàng PVCombank, thì từ đó làm cái chi phí tài chính của công ty này tăng khá mạnh. Và khi chi phí tài chính tăng mạnh cộng thêm với nợ vay tăng thì rõ ràng cổ đông sẽ không được nhận cổ tức nữa, không được nhận cổ tức trong ngắn hạn bằng tiền nữa. Mà trước đây thì VSC nổi tiếng với việc trả cổ tức bằng tiền rất cao từ năm 2021 trở về trước. Được. Nhưng hiện nay thì không được nhận nữa. Ngoài ra thì cổ đông có thể còn phải nộp thêm tiền nữa, phát hành thêm để có thể là công ty này gia tăng cái sức mạnh tài chính cho cái việc mở rộng.
Thì như vậy nếu đánh giá tổng chung thì chúng tôi đánh giá với cái vùng giá hiện nay ấy, thì là cổ phiếu VSC là về cơ bản, nếu theo thuần cơ bản của nhà đầu tư cá nhân ấy, thì là hợp lý. Tuy nhiên đối với những cái lãnh đạo doanh nghiệp này, họ muốn xây dựng doanh nghiệp để phát triển bền vững trường tồn chẳng hạn, thì đối với họ có thể là vẫn rất hấp dẫn. Nhưng đối với nhà đầu tư cá nhân tài chính ấy, thì giá này là một cái vùng giá về cơ bản tôi cho là phù hợp rồi, chứ cũng không phải là quá rẻ. Còn về cái xu hướng của ngành cảng thì là được hưởng lợi trong cái thời gian tới, thì nhà đầu tư tùy thuộc vào cái khẩu vị cũng như là cái chiến lược đầu tư như nào thì để ra quyết định. Vâng, xin cảm ơn anh Phục với chia sẻ của tôi. Và chắc chắn là qua phần chia sẻ của anh Phục thì bạn Hưng Thủy của chúng ta đã có thêm cái góc nhìn về mục tiêu của VSC trong thời gian tới là như thế nào. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái phần điểm số khép lại của thị trường chứng khoán Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ đã có được những cái thông tin, những cái điểm số cuối cùng của chỉ số VN Index sáng ngày hôm nay. Như vậy là chỉ số chúng ta đã lấy lại gần như số điểm đã mất trong thời điểm mở cửa phiên sáng nay. Và chỉ số VN Index đã tạm dừng ở mức là 1.119 điểm. Và chỉ số HNX thậm chí là có cái mức hồi phục ấn tượng hơn, thì chỉ số này lấy lại sắc xanh. Chỉ số Upcom thì cũng tạm thời đóng cửa thị trường mức điểm là 85,65 điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động mà rất là thú vị của thị trường chứng khoán Việt Nam trong sáng ngày 20 tháng 11. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay với chuyên mục mua và bán thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng nghe thêm một chút nữa ý kiến của anh Huy và anh Phục về cái diễn biến của chiều nay. Chiều nay thì như anh Phục cũng đã có thể dự đoán trước, áp lực thị trường có thể là có khi mà những nhà đầu tư cũng đã mua vào hàng thứ năm tuần trước, cũng hàng về, họ sẽ xử lý ra sao, đúng không? Chờ đợi thị trường liệu rằng hồi phục lên để có thể tiếp tục giảm bớt tỷ trọng của mình xuống, hay là có thể là theo cái chiều hài tích cực khi mà thị trường đã test lại và hồi phục rất là mạnh, khoảng lấy lại 15 điểm phiên sáng và tiếp tục kéo đà để có thể tăng lên phiên buổi chiều. Anh Phục, anh đánh giá như thế nào? Theo hướng nào là nhiều hơn? Vâng, về cơ bản thì nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là tâm lý họ thay đổi rất là nhanh. Tôi lấy ví dụ như đầu phiên thì khá là đỏ, đúng không? Họ có thể là tâm lý là tiêu cực. Nhưng mà nếu mà đầu giờ chiều mà thì tuy nhiên thì vẫn có những cái nhà đầu tư nhất định thì họ cứ T2 về là họ chốt lời hoặc cắt lỗ luôn. Họ không cần biết hay không cần lại. Thì do đó là tôi cho rằng là áp lực của đầu phiên chiều tới là cũng có đấy, sẽ có tương đối mạnh. Nhưng mà sau đó thì tôi thiên về khả năng là dần về cuối phiên thì sẽ có sự ổn định hơn trong cái việc cung cầu trên thị trường. Vâng, ổn định hơn trong buổi chiều ngay ngày hôm nay. Vâng, còn anh Huy thì sao, một chút về góc nhìn anh. Thị trường thì đã về mức 1.100 rồi. Có lẽ là chắc là thị trường tăng giảm một vài phiên sẽ không quan trọng, bằng cách là chúng ta sẽ quản trị rủi ro với tài khoản của mình như thế nào, đúng không ạ? Xác rồi. Quan điểm của tôi thì thị trường trong phiên chiều hôm nay, trong phiên chiều ngày hôm nay, tôi vẫn thiên về cái hướng là thị trường sẽ có những cái diễn biến tích cực và sẽ có cái lực cầu tiếp tục tham gia vào thị trường và giúp điểm số có thể sẽ tiếp tục được cải thiện so với phiên sáng. Về cơ bản nhìn chung thì phiên sáng cũng là một cái phiên giao dịch mà khá tích cực, khi mà sau khi mở gap giảm rất là mạnh khoảng tầm 15 điểm thì hiện nay gần như là thị trường đã quay trở lại vùng tham chiếu với một cái thanh khoản cũng khá là cao. Và diễn biến giao dịch khối ngoại thì cũng đang tích cực khi mà khối này đang mua dòng, và trong đó thì Diamond thì cũng đã có cái phiên mua dòng khá là tốt trong phiên ngày sáng ngày hôm nay. Và tôi đồng ý với anh Phục về việc chiều ngày hôm nay thì sẽ có những cái áp lực khi mà có một cái lượng cung hàng về tài khoản trong phiên chiều và sẽ có một cái áp lực bán nhất định. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn lại vào cái phiên ngày thứ năm tuần trước là một cái phiên tăng ở cái vùng điểm số khá là cao sau trước cái nhịp giảm. Tuy nhiên thì cái thanh khoản của phiên đó lại không phải là một cái phiên có thanh khoản cao. Nên có thể là cái áp lực bán trong phiên chiều có thể sẽ được hấp thụ với cái lực cầu từ phía phe mua đang sẵn sàng tham gia thị trường, được thể hiện qua việc thanh khoản có những sự cải thiện rất là tốt trong thời gian gần đây. Và đặc biệt là phiên sáng thì cũng là cái phiên có thanh khoản tốt và thậm chí cao hơn cả phiên thứ sáu. Phiên thứ sáu là một cái phiên mà thanh khoản rất là cao trong thậm chí là nhiều tháng trở lại đây. Thì phiên ngày hôm nay tôi đánh giá cũng là một phiên có thanh khoản tốt, cho thấy là cái động lượng thị trường đang tốt và dòng tiền từ phía nhà đầu tư, trong đó thì có nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng như là nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có cái diễn biến tích cực hơn rồi. Thì về phía tôi đánh giá phiên chiều sẽ có cái diễn biến tích cực hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ, những nhận định của anh Phục và anh Huy về phiên giao dịch sáng ngày hôm nay ngày 20 tháng 11. Thị trường cũng đã có những biến động rất là mạnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với những thông tin chúng ta có được trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có được cái sự kiên nhẫn cần thiết để có thể quan sát, đánh giá, phân tích thị trường trong những lúc thị trường có sự biến động mạnh như thế này để có được cái thành quả giao dịch hiệu quả hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời, cảm ơn quý vị khán giả cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày hiến trương các nhà giáo Việt Nam.
thì thay mặt cho chương trình, chúng tôi xin chúc các thầy cô giáo nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành tích trong sự nghiệp chồng người. Và cũng chúc các nhà đầu tư sẽ có một buổi chiều giao dịch thành công. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng ngày mai.